Ok, Hùng Liên xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta phân tích đánh giá lại tất cả kịch bản về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê cùng với anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ đi phân tích nhận định xu hướng thị trường trong tuần tới và chúng ta sẽ có một vài cái phân tích các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản của chúng ta. Thì trong cái bản tin video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành để nói đến cái câu chuyện thị trường nhiều hơn là cái câu chuyện đi phân tích cổ phiếu. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là một tuần mà thị trường có rất nhiều những cái biến động, có những phiên tăng điểm mạnh và có những phiên giảm điểm mạnh, và chúng ta sẽ nói đến cái tâm lý ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn lại một cái chặng đường của VN-Index xuyên suốt cái quá trình mà chúng ta phân tích từ tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại, tức là VN-Index của chúng ta phân tích từ vùng 650 điểm và sau đó thì chúng ta phân tích về vùng 780, có những cái nhịp test chỉnh không gãy vùng 740 đến 750. Các anh chị nhớ là trong cái nhịp đánh ở đây cũng là một cái nhịp đánh về mặt tâm lý rất là quan trọng, và nhà đầu tư của chúng ta thì rất nhiều những anh chị cũng đã bị rơi hàng ở cái giai đoạn này. Đó, và sau đó thì VN-Index khi mà VN-Index chạm về cái vùng 750 đó, tại thời điểm đó thì Hùng Lê đã có những cái phân tích rất là quan trọng, là những cái điểm tựa tâm lý cho nhà đầu tư của chúng ta tiếp tục cầm nắm cổ phiếu để chúng ta hoàn thành một cái mục tiêu ở vùng 800 điểm, vượt vùng 800 điểm. Chúng ta phân tích từ vùng 800 điểm lên vùng 850 điểm, và khi mà VN-Index của chúng ta về đến vùng 850 điểm thì chúng ta tiếp tục có một cái nhịp phân tích VN-Index về vùng 900 điểm, và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì cột mốc 900 điểm của VN-Index của chúng ta trong cái mục tiêu phân tích và định lượng về mặt thị trường thì đã đạt được. Và cái câu chuyện là khi VN-Index đạt về 900 điểm rồi thì cái câu chuyện là thị trường có đi tiếp được hay không, thì chúng ta thấy rằng là có 3 phiên VN-Index đi ngang trông chênh ở vùng 900 điểm, và đến phiên ngày thứ tư thì đã bị bán rất là mạnh ở cái phiên này, thì tí nữa ông Lê sẽ nói đến cái câu chuyện đó. Như vậy là gì? Cái mục tiêu của chúng ta qua từng tuần và qua từng thời gian thì đã cán những cái cột mốc rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta phân tích, đúng không ạ? Song song với câu chuyện đó, đó là phái sinh, thì phái sinh chúng ta cũng đã có một cái quá trình phân tích đâu đó ở khoảng vùng, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin cũ của chúng ta, từ vùng 625 điểm và qua thời gian lên đến vùng 722 điểm, và có những cái nhịp test chỉnh về vùng 665 điểm và tiếp tục là vùng mục tiêu ở 800 điểm. Và khi mà hợp đồng phái sinh VN30S1 mở đáo hạn thì đã có một cây nến xanh đánh lên vùng 850 điểm, và khoảng 3 bản tin tuần ở đây, 3 bản tin tuần ở đây thì chúng ta đã dò tìm cái vùng mục tiêu của phái sinh, đó là vùng 765 điểm đến vùng 780 điểm. Dự kiến khi mà phái sinh sọt về cái vùng này thì sẽ có những cái điểm long lên, và mục tiêu là chúng ta phân tích ở cái góc độ là phái sinh, hợp đồng phái sinh sẽ lấp lại cái gap 850 điểm. Đó, mục tiêu là như vậy. Và trên thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì phái sinh, thực ra về bản chất là trong tuần trước là phái sinh đã lấp về vùng 845 điểm rồi. Và khi lấp về vùng 845 điểm rồi thì cái câu chuyện đặt ra là vậy thì lấp xong ở cái vùng 845 đến 850 điểm thì thị trường sẽ đi đâu? Thì cái câu chuyện đó nó rất là quan trọng, bởi vì khi phái sinh mà thường chạm về đây cũng là cái vùng kháng cự mạnh, thì câu trả lời đó chính là phái sinh lại quay trở lại test lại cung ở vùng 765 điểm đến vùng 780 điểm. Cùng với đó là chỉ số VN30, chúng ta cũng đã phân tích một cái sóng lên rất là dài. Đó, một cái sóng lên rất là dài, đâu đó là điểm chạm đầu tiên ở vùng 680, điểm chạm thứ hai ở vùng 738 điểm ở đây. Và điểm chạm thứ ba đó là ở vùng 785 đến vùng 800 điểm, và điểm chạm cuối cùng, kỳ vọng phân tích cuối cùng trong bản tin phân tích tuần trước, đó là VN30 sẽ chạm ở vùng 850 điểm. Và trên thực tế thì VN30 đã đạt được cột mốc cao nhất ở vùng 846 điểm, tức là chỉ cách cái vùng mà chúng ta phân tích định lượng khoảng tầm 4 điểm nữa thôi. Thì đấy là chúng ta tổng kết lại một cái quá trình mà chúng ta phân tích một sóng lên của thị trường.
Đó, tổng kết lại một quá trình phân tích sóng lên của thị trường đối với ba chỉ số VN Index, VN30 và VN30 F1M. Thế câu chuyện trong tuần vừa rồi, VN Index của chúng ta đã có một phiên giảm điểm rất là mạnh. Thì cái câu chuyện mà chúng ta muốn nói đến ở đây, Hùng muốn chia sẻ cái ý thứ hai, đó là tâm lý nhà đầu tư. Tâm lý nhà đầu tư rất là quan trọng. Chúng ta nhớ rằng là trong cái ý đồ tạo lập của VN Index từ vùng ở đây, chúng ta có thể xem ở đây là vùng 800 điểm, thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. VN đã đạp một phiên giảm rất là sâu, và sau một cái phiên giảm sâu đó thì tiếp tục phiên thứ hai VN tiếp tục một phiên giảm sâu, và sau cái điểm giảm sâu đó thì VN có một cây nến rút chân, cây nến rút chân, và sau cái cây nến rút chân đó thì VN Index sẽ có một quá trình tích lũy lại trước khi mà đánh từ vùng 800 điểm lên vùng 900 điểm. Đó. Vậy thì ai là người bán? Ai là người đã đạp thị trường đi 30 điểm? Và ai là người kéo thị trường lên 30 điểm? Thì đấy là những yếu tố tạo lập dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, nhỏ lẻ của chúng ta không đủ sức để làm cái việc đó. Và ý đồ của người ta là người ta muốn đạp để người ta làm gì? Thứ nhất đó là người ta sẽ phải đưa các cái chỉ báo về mặt kỹ thuật nó về ở một cái trạng thái cân bằng, tức là ở vùng quá mua thì phải đạp cho nó đưa về một trạng thái cân bằng, và hơn thế nữa là một cái quá trình kéo lên thì thường là nhỏ lẻ ở đầu sẽ rất khó để đeo bám, bởi vì là người ta đã đạp những cái phiên như này đó, những cái phiên giảm 30 điểm. Thì trong cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà cũng rất là quan trọng trong cái câu chuyện về thị trường. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay, phiên ngày hôm qua là khi khoảng tầm buổi chiều, thì lúc đó là phái sinh bị phá vỡ cái mốc 825 điểm, và lúc đó VN Index của chúng ta mới giảm có 5 điểm thôi. Đó, các anh chị có thể xem lại, khi đó VN Index của chúng ta chỉ mới giảm có 5 điểm thôi. Tuy nhiên sau cái mốc 825 điểm chính là cái mốc mà phái sinh lấp cái gap tăng ở đây các anh chị đây, cái là gap tăng đây. Đấy, vùng 825 điểm đây, nó khoảng khoảng đây. Đây đây. Đây chính là cái điểm mấu chốt vấn đề của cái phiên giao dịch ngày hôm qua, tức là phiên ngày thứ 5. Đó là lúc phái sinh bị mất cái vùng 825 điểm ở đây. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Và sau đó thì VN Index đã bị bán rất là mạnh, và phái sinh bị bán rất là mạnh ở đây. Sọt rất là mạnh đây. Thì khi chính là cái vùng 825 điểm chính là cái vùng gap ở đây, nó lấp xong, nhưng mà nó lấp về đây thì nó bị đạp một cách quá đà, và đây là một cái động thái đạp quá, gọi là quá 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 cái vị thế của hợp đồng phái sinh. Và chính vì từ cái điểm này, và sau đó thì VN Index của chúng ta đã mất một cái điểm rất mạnh, và phái sinh thì đã đạp về khoảng vùng 780. Vậy thì câu chuyện khi phái sinh đạp về vùng 780, và đây trên cái team không chat thì trong 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 cái ngày hôm qua đó là một cái ngày biến động rất là mạnh, và chúng ta có rất nhiều các cái thông tin, chúng ta có rất nhiều các thông tin của ngày hôm qua. Ngày hôm qua nhiều lắm, nhất là đặc biệt là cái câu chuyện về phái sinh ở cái vùng đấy, các anh chị có thể thấy đây. 10:32 phái sinh vùng 835 này. Sau cập nhật một số xong đến sang phiên chiều 11:40 phái sinh đây. Cái đoạn bắt đầu đến cái đoạn này, cái đoạn trả về vùng 825 và xu hướng đảo sọt. Và khi cái xu hướng đảo sọt ở cái vùng 825 và 823 điểm bị gãy thì sọt rất là mạnh, và như vậy là sau đó thì Hùng tiếp tục cập nhật những cái đường đi của phái sinh, đó là về vùng 810 rồi về vùng 800 và 780. Thì đấy là cái câu chuyện bản mấu chốt vấn đề ở đây. Đó thì bị sao rất là mạnh, và khi mà một cái phiên biến động thị trường rất là mạnh thì trong cái buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã phải có ba cái vấn đề mà chia sẻ với nhà đầu tư rất là quan trọng. Đó thì cái vấn đề thứ nhất đó là mua, nắm giữ, chốt lời và cắt lỗ. Thì đây là một cái câu chuyện rất là bình thường đối với nhà đầu tư của chúng ta, bởi vì thị trường chứng khoán của chúng ta thì chúng ta biết rằng là nó vận động từ cái tổng quan của VN Index và HX Index, và trên cái sự vận động đó thì sẽ đến cái sự vận động của nhóm ngành. Sự vận động của nhóm ngành xong thì sẽ đến sự vận động của các cái mã cổ phiếu đầu ngành và đến các cái mã cổ phiếu cuối ngành. Và khi mà chúng ta bước chân vào thị trường chứng khoán thì cái câu chuyện là mua, nắm giữ, chốt lời, cắt lỗ, đấy là một cái hoạt động thường xuyên của nhà đầu tư. Đó. Và cái câu chuyện là khi nào chúng ta mua thì khả năng nó khá là dễ.
đúng không? Bởi vì là có những cái phân tích định lượng Hùng, và từ những cái phân tích định lượng đó thì các anh chị có thể đưa vào cái điểm mua của mình trên những cái cơ sở phân tích. Nhưng mà cái câu chuyện là khi nào bán thì cái câu chuyện khi nào bán thì Hùng đã có chia sẻ ở trên team cùng Lê, thì nó có nhiều cái lý do để khi bán, ví dụ như là khi thị trường chung bị gãy chen, thứ hai là khi cổ phiếu bị gãy chen, thứ ba là khi cổ phiếu bị lỗ âm khoảng tầm 10% hoặc là 8 đến 10% trên cái cổ phiếu đó. Và thêm một cái nữa là khi nào chúng ta cần tất toán tài khoản. Cái này rất quan trọng các anh chị. Bởi vì rõ ràng một điều là khi mà Hùng Lê phân tích một sóng lên từ vùng 650 điểm, cứ cho là vùng 700 đi, và lên đến vùng 900, tức là VN Index tăng 200 điểm. Đúng không? Tăng 200 điểm thì chắc chắn là không có lý do gì mà các cái mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích lại không tăng cả. Vấn đề là các anh chị chốt ở đâu, chốt ở điểm nào và kỳ vọng đến đâu để chúng ta chốt, thì đấy là cái câu chuyện cực kỳ khó, và cái lòng tham của nhà đầu tư nó luôn 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 tồn tại trong con người chúng ta, và chúng ta rất là khó trong cái câu chuyện đó. Thì trong cái buổi tối ngày hôm qua, Hùng có nói đến cái câu chuyện là chúng ta cần phải tất toán tài khoản khi nào, tức là tất toán tài khoản khác với cái câu chuyện là chúng ta bán từng mã cổ phiếu. Vậy thì giả sử như là tại thời điểm thị trường đang êm đẹp đó, thị trường đang êm đẹp có nghĩa là đây, tại thị trường đang chông chênh 900 điểm, đang rất là đẹp, mọi câu chuyện đang rất bình thường, thì giả sử tài khoản của chúng ta đang lãi 100 triệu, đúng không? Và bắt đầu sang phiên ngày 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 thứ năm, đúng không? Thị trường bắt đầu có những biến động tòi tụt, và chúng ta nhận thấy rằng là cái lãi của chúng ta, đúng không, chỉ còn lại có 90 triệu. Thì lúc này là cái đầu của chúng ta, tại sao là khi chúng ta phải giữ một cái gọi cái đầu tỉnh táo trong một cái quá trình mà thị trường đi xuống, để chúng ta làm gì, để chúng ta hành động. Khi cái lãi của chúng ta mất đi 10%, tức là còn 90 triệu, là lúc này chúng ta có nghĩa là gì? Khả năng là thị trường đang xấu đi, đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục quan sát những cái biến động của thị trường, và lãi của chúng ta tiếp tục mất, và trên tổng cái tài khoản của chúng ta bây giờ chúng ta chỉ còn có 80 triệu nữa thôi, tức là chúng ta đã mất lãi khoảng 20 triệu. Thì như vậy là cái câu chuyện đến cái giai đoạn này là chúng ta phải trong đầu phải nghĩ là chúng ta phải giữ lãi cái đã. Đó, chúng ta phải giữ lãi trước khi chúng ta làm những câu chuyện khác. Và đặc biệt nếu như thị trường tiếp tục xấu và cái lãi của chúng ta chỉ còn có 70 triệu nữa thôi, thì lúc này chúng ta bắt buộc phải tất toán tài khoản để chúng ta giữ lãi, đúng không? Ít nhất là chúng ta còn lãi được 70 triệu, còn hơn là một cái nhịp rơi mạnh của thị trường, cái lãi 70 triệu này chúng ta bị mất ra khỏi tài khoản, và thậm chí là chúng ta còn bị lỗ ngược. Đó, cái câu chuyện này là câu chuyện cực kỳ thường gặp đối với nhà đầu tư. Vậy thì trong cái buổi tối ngày hôm qua là Hùng chia sẻ một câu chuyện rất là quan trọng, đó là khi nào thì chúng ta cần phải hành động tất toán toàn bộ danh mục tài khoản, và có thể chúng ta bán xong, ok, thị trường lên, đấy là câu chuyện đấy chúng ta sẽ gạt sang một bên. Đó, nhưng tại cái thời điểm đó chúng ta cần phải giữ lãi. Đó, cái câu chuyện giữ lãi khi thị trường biến động nó khác với cái câu chuyện bán tháo. Đó, khác với câu chuyện bán tháo. Và tại khác ở chỗ nào thì bây giờ mình sẽ cho các anh chị thấy được cái câu chuyện đấy nó khác ở chỗ này. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, trong buổi 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 tối ngày hôm qua, thì Hùng, câu chuyện thứ nhất là Hùng chia sẻ về cái câu chuyện về 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 về, về tất toán tài khoản, và cái câu chuyện thứ hai đó là Hùng phân tích về thị trường. Đó, thì Hùng đã đưa ra các cái mốc cực kỳ quan trọng, các cái mốc cực kỳ quan trọng để cho thị trường khả năng sẽ đi về. Đó là gì? Đó là phái sinh thì tiếp tục kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ 765 điểm đến 780 điểm, VN30 ở vùng 785 điểm, vùng 800 điểm. Và cái quan điểm là gì? Có một cái nữa là, tức là tại thời điểm tối ngày hôm qua thì Hùng đã định vị là chỉ cần khoảng thêm một phiên nữa thôi, đó là thị trường chung của chúng ta sẽ về hỗ trợ, và cái câu chuyện là đạp nhanh thì sẽ lên nhanh. Và xét về các cái yếu tố tạo lập của thị trường, Hùng đã nghiên cứu rất kỹ các yếu tố tạo lập của thị trường, thì sau một phiên biến động mạnh, giảm mạnh thì sẽ có thêm một phiên giảm mạnh nữa. Và như vậy là cái lịch sử nó đã lặp lại ở cái tình huống rất gần ở đây, và cũng như vậy là cái tình huống của phiên ngày hôm nay. Đó, giảm rất mạnh và sau đó hút lên. Và cái câu chuyện Hùng nói chia sẻ đây đó là gì? Cái câu chuyện là giữ lãi và bán tháo nó khác nhau ở chỗ nào? Thì chúng ta sẽ, đây là team thảo luận, thì chúng ta sẽ search cái từ khóa bán tháo.
Đây. Lúc đó là đây. Đây anh chị nhá, lúc đó là khoảng 9:04 phút sáng ngày hôm nay. Thì Hùng đã có một cái định lượng khá là quan trọng, đó là với cái lịch sử tạo lập thị trường trong quá khứ, sau một phiên bán mạnh thì dự kiến là phiên sáng ngày hôm nay sẽ tiếp tục bị đẩy bán mạnh, và có hay không tín hiệu một cái nền rút chân thì chúng ta cần quan sát thêm thị trường trong phiên hôm nay. Và cái ý thứ hai đó là có thể đạp mạnh một tuần, tức là khi thị trường về đến hỗ trợ thì có thể là sẽ một tuần mới về đến hỗ trợ, hoặc là chỉ có đạp đến hai phiên là chạm hỗ trợ, thì hai cái con đường đó là như nhau. Và khi mà cái chỉ số đấy đưa về cái vùng hỗ trợ cân bằng thì thị trường nó sẽ ổn định đó, và phái sinh trong phiên thì khả năng sẽ tạo gap giảm ATO để về đến cái vùng hỗ trợ, tức là vùng 765 điểm đến 780 điểm. Ý thứ nhất Hùng Lê chia sẻ. Ý thứ hai là phái sinh hiện tại là đã bị đi vào vùng quá bán, và xét tất cả các yếu tố kỹ thuật hiện tại thì khả năng là cầu long sẽ đi lại từ vùng 780 điểm. Đấy. Và một cái ý thứ ba tại 9:12 phút Hùng Lê chia sẻ để nói rằng cái câu chuyện giữ lãi là phải giữ của phiên ngày hôm qua, tức là khi cái lãi của mình bị mất đi 30%, 20% là chúng ta bán ở thời điểm đó. Còn đến phiên sáng ngày hôm nay, đây theo quan điểm Hùng Lê, chúng ta sẽ không bán bằng mọi giá ở thời điểm này, bởi vì nó không cần thiết nữa, trừ trường hợp là các cái mốc hỗ trợ cuối cùng của chúng ta bị phá vỡ, và bán tháo lúc này có thể là bán đúng đáy của nhịp chỉnh thị trường. Thì cái câu chuyện là giữ lãi và bán tháo, các anh chị phải phân biệt rõ hai cái câu chuyện đó. Giữ lãi là khi lãi của chúng ta trên tài khoản bị mất đi trên tổng tài khoản 10 đến 20%, ok, tôi chấp nhận là có thể là tôi bán đi và tôi chấp nhận mua lại, nếu như thị trường tăng tốt trở lại tôi mua lại, nó không có sao cả, đúng không ạ? Bởi vì cái động thái giữ lãi chính là giữ tiền lại trên tài khoản của mình, còn cái tiền mà tạm tính ở trong cổ phiếu, ở trong danh mục khi các anh chị chưa chốt, đó là tiền của ông Mr. Thị trường, ok, và cái tiền của ông Mr. Thị trường thì ông có thể lấy của chúng ta bất cứ lúc nào đó. Thì cái câu chuyện tối ngày hôm nay chúng ta nên chia sẻ với nhau, đó là tâm lý chiến, tức là tâm lý của nhà đầu tư thường là hoang mang, và cái sự hoang mang nó không đúng. Đó, cái sự hoang mang nó không đúng, hoang mang khi mà bán hôm nay là rất nhiều các mã cổ phiếu là các anh chị bán đúng đáy này, LDG này, đấy ví dụ như vậy, đây. Đúng 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 cái điểm hỗ trợ luôn, tức là về đến điểm hỗ trợ chúng ta bán đi. Đấy một câu chuyện nó rất là hoặc là Vietcombank. Tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích nó chi tiết hơn. Vietcombank. Đó, ví dụ như Vietcombank cũng là cái vùng hỗ trợ, khi đạt vùng 90 rồi thì nó cũng sẽ đi về khoảng vùng 81.5 đến vùng 82.5, hoặc là BID. Rất nhiều các mã cổ phiếu sáng ngày hôm nay chạm cái vùng hỗ trợ ở vùng BID ở khoảng vùng 40. Thì vô hình dung là chúng ta hoảng loạn, đây là hoảng loạn. Còn phiên ngày hôm qua khi mà cái lãi bị mất 5 đến 10% trên cái tổng đầu tư của chúng ta bán, thì đấy là hành động giữ lãi, và đấy là một hành động tỉnh táo. Và đấy là một cái hành động mà tại sao Hùng vẫn chia sẻ là khi thị trường lên thì chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh để chúng ta tránh được những cái câu chuyện về hưng phấn. Còn khi mà thị trường xuống chúng ta phải giữ được cái trái tim nóng để chúng ta sẵn sàng hành động, và đấy là chính là hành động, và đấy là cái sự khác biệt giữa cái câu chuyện là giữ lãi và cái câu chuyện là hoảng loạn. Và những anh chị nào mà đã bán đó, bán tống bán tháo tại cái thời điểm sáng ngày hôm nay, tức là như vậy là chúng ta hoảng loạn và chúng ta bán tống bán tháo. Ok, 20 phút đầu bản tin này thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta chia sẻ cái câu chuyện đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh toàn bộ các cái mã cổ phiếu cơ bản trong tuần vừa qua. Hiện tại là cái link kia nó đang bị lỗi, chúng ta tạm thời chúng ta sẽ sử dụng cái này. Còn tí nữa thì chúng ta sẽ nói một câu chuyện về phái sinh. Phái sinh thì nó cũng khá là dễ các anh chị, cũng nó không không có gì khó, và các anh chị có thể thấy rằng là trong 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 những cái phân tích định lượng của nhóm thì chúng ta có đấy, ví dụ ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì nói chung là toàn chủ yếu là chủ đạo là phân tích phái sinh. Đó vùng 780 này. Đó, xong đó thì là đảo long ở vùng 780 này, hiện tại đạt 791 này, dự kiến là sẽ đạt khoảng 800 thì bị sọc lại này.
xong đó đến 800 thì lại lên đến vùng nó dễ lắm, 785 kỹ thuật đảo Long Sọt. Đó, đảo Long này đã đạt mốc 803 điểm này, dấu hiệu tốt này. Và cái kỳ vọng thì là lên đến 810, tương đương với 50% của Fibo mất ngày hôm qua, nhưng mà lên đến vùng 805 thì lại bị sọt lại. Cái sọt lại thì lại về lại vùng 790. Xong đó đến dự kiến sọt lại ở vùng 785 điểm này. Và mốc 790 điểm thì có xu hướng gãy, tức là lúc đó là mốc 790 điểm là bị gãy. Và cái điểm gãy này thì là sâu nhất ở vùng 783 điểm đó. Và sau đó thì lại long lên và phái sinh đã đóng cửa gần như là cao nhất phiên. Đây, cái điểm gãy sâu nhất tại cái thời điểm là đây thì điểm sọt xuống. Ở 783 điểm thì có một điểm quay long lên, quay trở lại đây. Thì câu chuyện về phân tích phái sinh thì nó cũng trong phiên, bởi vì phái sinh thì chúng ta phải nói đến cái câu chuyện trong phiên. Đó. Còn một cái trend dài thì đây là chúng ta phân tích một cái trend dài, đó là trend lấp cáp hoặc là trend giảm. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ có câu chuyện định lượng về thị trường ở cuối bản tin, anh chị sẽ chờ. VIX, bản thân VIX trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng không có nhiều câu chuyện để nói về VIX kháng cự ở khoảng vùng 100 và cái điểm hỗ trợ của VIX ở khoảng vùng 90 đến vùng 92 và đó. Thì nếu như những anh chị nào mà chúng ta theo dõi những cái bản tin của Hùng thì có thể vùng 90 chúng ta bắt thì đâu đó cũng lãi lãi một tí đúng không ạ? Ừ, đây là vùng hỗ trợ. Còn VIX thì không khuyến nghị đầu tư. Vinhome thì đã hoàn thành cái mục tiêu. Vinhome thì gần như là cái mục tiêu của chúng ta xây dựng ở khoảng vùng 80. Và sau khi hoàn thành cái vùng mục tiêu này thì Vinhome có một cái trạng thái đi ngang, và bản thân thì trong phiên ngày hôm qua và đến phiên ngày hôm nay thì Vinhome đó cái câu chuyện là hoảng loạn bán ở đầu phiên. Đó, hoảng loạn bán ở đầu phiên và kết phiên thì Vinhome đã về đúng cái vùng hỗ trợ là vùng 75. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì Vinhome sẽ cần thêm, tức là chúng ta cần thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta quan sát cái mức độ lấy lại của cái độ lấy lại của các cái mã cổ phiếu. Và sau khi mà lấy lại các cái điểm lấy lại đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, bởi vì bản thân là bây giờ là sau một phiên sát thương mạnh và cái phiên ngày hôm nay đó là một cái phiên hồi kỹ thuật, và các anh chị có thể nhìn thấy đây trên VN Index, tức là sau cái phiên hồi kỹ thuật này thì nó sẽ còn lùng bùng, tức là có thể tuần tới sẽ là cái tuần lùng bùng để ổn định lại VN Index. Và sau cái sự ổn định lại của VN Index đó thì chúng ta sẽ có những câu chuyện về cổ phiếu, còn bây giờ là chúng ta chưa thể mà đưa ra được những cái định lượng chính xác nhất về cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. VRE thì bản thân VRE là vùng hỗ trợ 26, và trong cái nhịp phân tích này chúng ta kỳ vọng ở khoảng vùng 30 đến vùng 32. Tuy nhiên lên đến khoảng vùng 28 chấm nhỉ, phiên ngày hôm nay là được bao nhiêu? Lên được khoảng vùng 29, tức là cách cái vùng định lượng một tí kẹo nữa thì cũng bị rơi, VRE cũng bị bán rất là mạnh, rơi trong cái phiên ngày hôm qua, phiên ngày thứ năm. Về lý thuyết thì VRE sẽ cần thời gian để tích lũy lại, ổn định lại ở quanh vùng 26. Với những cái tín hiệu lực cầu hiện tại như thế này thì VRE cũng chưa có phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực và sẽ cần thời gian đi ngang ở thời điểm hiện tại với VRE. Sapeco và Vinamilk. SAB. Bản thân SAB trong thời điểm hiện tại nó mang tính tạo lập vùng kháng cự 180 thì không vượt qua được, và hiện tại thì SAB đang có xu hướng đi ngang. Và tốt nhất là nếu mà đi như này thì tốt nhất là đạp về ở vùng đâu đó vùng hỗ trợ của nó đây 165, và sau đó thì hồi phục trở lại đi lên cùng với thị trường. SAB không có gì để đáng nói. Vinamilk thì trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã hoàn thành cái mục tiêu, đó là cái quá trình mà chúng ta phân tích một sóng lên của Vinamilk. Và cái sóng lên của Vinamilk thì bắt đầu phân tích từ đầu tháng 4, đúng không ạ? Từ đầu tháng 4 cho đến tận bây giờ là trong cái phân tích định lượng cuối cùng của ông Lê, đó là chạm vùng 120, thì trong tuần vừa qua Vinamilk đã chạm vùng 120. Và thường các anh chị lưu ý là khi mà cổ phiếu về đến target thì có hai cách phản ứng, thì cái này Hùng đã nói rồi. Một là sẽ rụt đầu luôn, tức là về 120 sẽ chỉnh giảm luôn. Hai là sẽ kéo qua trần và sau đó sẽ chỉnh giảm trở lại
để test lại cái tích lũy cái cung cầu, thì về bản thân là không có cái phiên biến động ngày hôm qua thì Vinamilk cũng sẽ chỉnh giảm lại, Vinamilk cũng sẽ chỉnh giảm lại. Và cái câu chuyện là cái mục tiêu của Vinamilk đang hướng đến ở khoảng vùng 130, và với điều kiện là Vinamilk không gãy vùng, ở đây là vùng hỗ trợ khoảng vùng 116.5. Khoảng vùng 116.5 thì chúng ta tiếp tục quan sát Vinamilk, và tuần tới là tuần tích lũy chung của toàn thị trường cũng như các cái mã cổ phiếu, thì chúng ta sẽ quan sát và những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ liên tục cập nhật ở trên Zoom. Đó là lý do vì sao Hùng Lê mời các anh chị về team của Hùng Lê để chúng ta có được những cập nhật đó. Còn những cái bản tin phân tích tuần của Hùng thì nó sẽ bị một là bị chậm nhịp, thứ hai nữa là sẽ không update được các cái phân tích và tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu trong phiên và trong tuần. Chúng ta phân tích bộ các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không, đầu tiên sẽ là VDC. Hiện tại thì có nhiều các cái thông tin liên quan đến cả các cái đơn vị đã có những cái thuốc để sản xuất về thuốc COVID-19, và một số các cái bài báo thì cũng có nói đến cái câu chuyện là một số các hãng hàng không như Vietnam Airlines sẽ có thể mở lại đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 7, vân vân và vân vân. Thì cái câu chuyện về đường bay, mở các đường bay hoặc là về kết quả kinh doanh thì chúng ta rõ ràng một điều là chúng ta thấy rằng là chắc chắn xấu, bởi vì là bản thân là những cái tác động 6 tháng đầu năm đó của ngành hàng không nó cực kỳ là kinh khủng, và để vực dậy một cái tập đoàn hoặc là để vực dậy một cái ngành gọi là ngành cực kỳ là lớn như vậy thì nó cần mất thời gian. Còn bây giờ chúng ta sẽ không nói đến câu chuyện cơ bản, chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về tạo lập. Đó. Thì VDC đang tạo lập ở đây, đó là vùng hỗ trợ 112 và vùng kháng cự của VDC là vùng 120. Thì trong các cái bản tin mà phân tích gần đây, trong cái nhịp phân tích trước thì chúng ta cũng đã nói đến cái mốc 120, và gần như là đây, đây là một lần mà đánh lên 120 và sau đó thì VDC đã đứt lại về lại vùng hỗ trợ, và đây thêm một lần nữa VDC hôm nay là đây có một cây nến này, cũng tạm gọi là cây nến rút chân. Thì cây nến ngày hôm nay cũng như vậy, và đối với VDC trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta quan sát thấy là lực cầu tương đối là ổn định, và cái lực cầu tương đối ổn định này thì với tín hiệu kỹ thuật nhá, chứ không nói đến tín hiệu cơ bản, với tín hiệu kỹ thuật thì VDC sẽ đi ngang, khả năng là sẽ đi ngang thêm tuần này nữa. Trước khi mà VDC đánh vượt thoát được cái vùng 120, và cái câu chuyện vượt thoát được cái vùng 120 thì khi đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện dài hơi hơn. Còn trong giai đoạn hiện tại là chúng ta sẽ phân tích từ vùng 110 đến vùng 120. Một mã cổ phiếu cực kỳ là hay trong một cái nhóm của ngành hàng không, em này thì nó gọi là cảng khai thác, và khi cái câu chuyện sân bay Long Thành được xây dựng xong và đưa vào khai thác thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ kỳ vọng ở một con số trong tương lai, tuy nhiên cái đấy nó xa lắm. Đối với ACV, trong một cái đích phân tích gần nhất đó là vùng 70, đạt vùng 70 các anh chị nhé, tuần vừa rồi đã đạt 70, và đó cái câu chuyện là khi đạt target thì nó sẽ một là kéo qua, hai là bị dội lại, thì đây là ACV đã bị dội lại, và dội lại thì ngày hôm nay nó dội lại đúng về cái vùng hỗ trợ đó chính là vùng 61.5. Đó thì cũng rất nhiều anh chị bán ở vùng 61.5 do hoảng loạn thôi. Cái câu chuyện nó là như vậy, cái câu chuyện là chúng ta không phân biệt được cái đâu là cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu và đâu là cái điểm kháng cự. Đó, rất nhiều những anh chị là về đến gần vùng 70 rồi thì lại đâm đầu vào mua, đúng không? Và mua đây T0, T1, T2, T3, hàng T3 về nó giã cho, về đến 61.5 lại 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 và cái câu chuyện là chúng ta không kiểm soát được điểm mua và điểm bán, chính vì vậy nên là chúng ta thường là đu đỉnh bán đáy, đây là cái câu chuyện rất thường gặp về thị trường đó. Vậy thì đó, và cái câu chuyện ngày hôm nay những anh chị bán ở những cái điểm này đó chính là những cái điểm hoảng loạn đó, những cái điểm hoảng loạn rất là nguy hiểm. Với ACV thì chúng ta sẽ tín hiệu như thế này nó khá là ok, và cái vùng 61.5 lại chính là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và ACV sẽ có những cái điểm tích lũy ngang trước khi mà công lại vùng 70. Còn cái câu chuyện mà ACV vượt thoát được vùng 70 thì khi đó chúng ta sẽ nói tiếp những cái câu chuyện về target tiếp theo của ACV. Bản thân HVN thì trong một cái quá trình mà chúng ta phân tích khá là dài một cái vùng đi ngang đây, và trong tuần, cũng chính trong cái bản trong tuần này thì HVN đã vượt thoát được cái điểm
kháng cự trên ở điểm 28 để đi về vùng 30. Để đi về vùng 30, và trong cái phân tích định lượng là Hùng Lê kỳ vọng nó đi về đến vùng 32. Đó, về đến vùng 32 từ những cái nền tích lũy ở đây, đó là những cái nền tích lũy khoảng vùng 26.5. Thì về về lý thuyết là gì? Cái câu chuyện quan trọng là cái thời điểm mà chúng ta mua cổ phiếu rất là quan trọng. Đó, với HVN giả sử như là chúng ta đã mua ở những cái vùng hỗ trợ và thậm chí có những cái điểm đây này, những cái điểm eo cung lại đây và chúng ta mua, thì như vậy là khi mà cổ phiếu về đến tài khoản vào phiên ngày hôm nay, thậm chí bắt đầu phiên này, là chúng ta có hoàn toàn chúng ta bán giữ lãi được, bởi vì là không phải một phát là HVN sập xuống đến 28 đâu các anh chị. Đó, nó vẫn có những điểm ở 30, sau đó nó mới tụt dần. Đó, vậy thì tụt dần thì chúng ta thấy rằng là lãi chúng ta bị mất đi 10%. Ok, 10% rồi chúng ta phải quan sát, mất đi 15%, 20%, và đến lúc mà đến cái giai đoạn mà mất đi 20% rồi thì cái câu chuyện là chúng ta phải giữ lãi. Đó, và khi chúng ta mua sớm, chúng ta giữ được lãi. Rất là chủ động. Còn đây là bán hoảng loạn này. Đó, đây là điểm bán hoảng loạn. Thì đối với HVN, HVN lại về lại như vậy là lại về lại cái vùng biên tích lũy, và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sang tuần thì chúng ta cần xem thêm thôi, bởi vì tuần tới là tuần mà cổ phiếu cần phải ổn định lại, setup lại cung cầu rồi tất cả mọi câu chuyện trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng mới ở đây. Đó, thì đối với ngành hàng không thì chúng ta sẽ nói đến ba cổ phiếu như vậy, BVH và Mansan. BVH thực ra là đẹp mà lại thành xấu. Tại vì sao đẹp mà lại thành xấu? Trong tuần, tức là tại thời điểm mà đầu tuần thì lúc đó thì Hùng đã quan sát thấy BVH đã có những cái điểm đánh vượt thoát cái vùng 50. Đó, vượt thoát cái vùng 50, đó là cái vùng khá là đẹp. Vượt thoát cái vùng 50 bởi vì chúng ta thấy rằng là BVH có một cái nền tích lũy đi ngang cũng khá là dài, khá là chặt rồi. Tuy nhiên do những cái biến động trong tuần vừa qua nên là BVH lại trả lại. Và những cái điểm trả này thì nói về lý thuyết nó là chưa xấu, bởi vì nó chưa gãy vùng 48. Đó, nó chưa gãy vùng 48, và đấy chính là cái vùng mà gọi là cái vùng tích lũy nền. Cái vùng tích lũy nền của BVH, và BVH lại đi về vùng 48 và đã kết phiên ở vùng 48.3. Thì về mặt lý thuyết là sang tuần tới thì BVH cũng sẽ cần thời gian để tích lũy lại ở quanh nền 48, để chúng ta sẽ có những những cái xu thế tiếp theo. Mansan thì bị bán khá là mạnh, nhưng phiên này là phiên bị gãy mạnh. Bản thân Mansan thì trong 4 tuần rồi, Mansan cứ chạm được đến về vùng 65 thì ngay lập tức là bị dội đạp xuống vùng hỗ trợ là vùng 61.5, và trong một cái phiên biến động mạnh thì vùng 61.5 đã bị gãy và rơi lại về vùng nền. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật của Mansan thì như vậy là Mansan đã rơi về nền rồi, thì lại cần thời gian để tích lũy lại ở vùng 55 đến vùng 56. Nó sẽ chưa thể đâm ngược lại được ngay, và có những cái tín hiệu đi ngang ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tín hiệu của Mansan tiếp theo. MWG trong tuần đó, khi mà cái tín hiệu đầu tuần của các cái bộ trụ rất là đẹp, đã bứt gần như bứt nền. MWG trong tuần vừa qua cũng đã bứt nền. Đó, bứt nền, nhưng mà cái phiên biến động là lại đẩy MWG quay lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Vùng hỗ trợ của MWG ở điểm dưới đó là khoảng vùng 83. Ở vùng 83. Đó, thì rất nhiều những anh chị đã bán ở những vùng thấp ở dưới này. Đấy chính là những cái vùng mà chúng ta bị như nào? Bị gọi là bị hoảng loạn nên chúng ta bán. Còn cái điểm hỗ trợ của MWG trong một cái kênh xu thế mà trước đây Hùng Lê đã có phân tích ở những cái điểm này, đó là ở vùng 83 không gãy thì cái cơ hội mà để MWG đi về vùng 100 là còn. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của MWG thì khá là ok, trong phiên ngày hôm nay là gần như đã lấp lại được cái 1/2 cái thân nến giảm ở trước đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát MWG vùng 84-85, và sau đó thì sẽ có những cái động thái tiếp theo. Đó là quan sát cung cầu để chúng ta ổn định ở khoảng vùng 80. Đây này, cái vượt thoát được vùng này là vùng bao nhiêu? Khoảng vùng 87 đó, vượt thoát được khoảng vùng 87 thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng về MWG. PNG và Bình Minh. PNG. PNG thì giống Mansan, và PNG là trong 4 tuần vừa qua không vượt thoát nổi cái vùng 65.5.
Chính vì vậy nên là đá bị đạp mạnh và thực ra là Man San đẹp hơn PNG ở mặt thế trận, còn thế trận này thì PNG lại rơi về cái vùng này, tức là rơi về cái vùng đây, vùng 55. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PNG thì PNG cần thời gian và những cái điểm mà có thể sẽ xem xét ở đi ngang ở khoảng vùng 50, 56 đến khoảng vùng 57 trong tuần tới. Chưa tăng mạnh được ngay đâu các anh chị. Với tín hiệu rơi như này thì nó sẽ cần đây, các anh chị nhìn thấy này, sau khi nó rơi thì nó sẽ cần mất đến 3 đến 4 phiên. Và đây chỉ là một phiên hồi lên và sẽ có những phiên đan xen nhau ở đây. Đối với PNG. Nhựa Bình Minh, BMP là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có một phân tích một cái sóng lên đâu đó khoảng vùng 38 đến vùng 40 ở đây. Những cái điểm chỉnh giảm đây và mục tiêu cuối cùng của Bình Minh ở mốc 52 thì đã hoàn thành. Mốc 52 sau chia thì đã hoàn thành. Và cái câu chuyện là Bình Minh thì cũng đang cảm nhận thấy có một cái sóng nó cũng tương đối là ok. Khi Bình Minh đánh, các anh chị có thể nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập ở đây. Bình Minh đánh đã có một cái nhịp tăng từ 10 lên 80. Đó, và tăng ròng rã như vậy, tăng ròng rã như vậy từ 10 lên 80 thì cái câu chuyện hiện tại là trong cái thời điểm hiện tại Bình Minh có hay không một cái sóng lớn thì chúng ta lần lượt chúng ta phân tích từng từng các cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật. Thì về mặt lý thuyết là sau khi Bình Minh cán cái mốc 52 đến vùng 54, tức là tạo lập có thể kéo lên vùng 54. Và sau đó thì sẽ đổ lại, cái điểm đổ lại ở đây đó là cái điểm 48. Ở cái điểm cầu 48 này rất là quan trọng và thậm chí là có thể là vùng 46, vùng 46 đến vùng 48 ở trong cái nhịp đánh này. Đây, vùng 46 đến vùng 48 ở trong nhịp đánh này là cái nền tảng để giúp cho chúng ta định lượng một cái đường đi tiếp theo của Bình Minh. Và về cơ bản với những cái trend sóng kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì Bình Minh sẽ công lại vùng 52 và vượt thoát được vùng 52 thì chúng ta sẽ tiếp tục đề ra target của Bình Minh ở vùng 60 và trên trend tuần và trên những cái góc độ về kỹ thuật. Thì Hùng đã đánh giá rằng Bình Minh cũng đang đi vào những cái sóng lớn và đây là một cái mã cổ phiếu tương đối là hay, các anh chị lưu ý. GFPT. Bản thân cổ phiếu G thì chúng ta phân tích thôi chứ còn đã rất lâu rồi chúng ta không khuyến nghị đầu tư. Bởi vì G trong cái đoạn này đánh rất là rời rạc và đánh rất là khó chịu, các anh chị có thể nhìn thấy như này, có sướng không ạ? Rất là khó chịu luôn. Đó, G là một cái anh blue chip già cỗi rồi. Cực kỳ già cỗi rồi. Và không không có gì cả. Kháng cự 33 hỗ trợ ở vùng 29.5. Như vậy thôi. Và có thể thường là chạm chạm hỗ trợ. Đây các anh chị thấy này, hôm nay là các anh chị nào bán ở vùng 29.5 là bán đúng hỗ trợ luôn. Đó, gọi là bán hoảng loạn đấy. Bán hoảng loạn. Và kết phiên ở khoảng vùng 31 đó là bị kéo lên thì điểm hỗ trợ chúng ta mua và điểm kháng cự chúng ta bán. Quan điểm nó là như vậy. FPT. Đây, FPT. FPT thì sau một phân tích một sóng giảm ở đây, chúng ta đã có một cái quá trình bắt lại FPT ở vùng 36 đến vùng 38 trước chia à sau chia. Còn trước chia đâu đó ở khoảng vùng 40 các anh chị. Ở đây và chúng ta phân tích một sóng lên của FPT đạt cái mốc 47.5, đó là kỳ vọng cuối cùng hùng lên. Và sau đó thì FPT tiếp tục kéo lên thì cái mốc kháng cự ở đây là FPT ở khoảng vùng 50 và hiện tại thì đang có 2 3 4 tuần. 4 tuần đi ngang ở trên này và phiên ngày hôm qua thì cũng là một cái phiên giảm khá là mạnh, giảm khá là mạnh theo những cái điểm chung của thị trường. Phiên ngày hôm nay thì lấp 1/2 thân nến. Tuy nhiên với những cái điểm lấp như này và với một cái nền kháng cự dày của FPT ở trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị là các anh chị chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chưa vào và chúng ta sẽ chờ dò tìm ở những cái vùng mục tiêu khoảng vùng 42. Không biết có về được đến không nhưng mà chúng ta cứ chờ đi. Chúng ta nếu mà không về được thì thôi. Về được thì chúng ta sẽ canh mua ở vùng 42 thì đây là những cái vùng mua vàng của FPT trong một cái kênh chu tế và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ở trong các bản tin tiếp theo. Một cái mã nữa là DGW trong một cái nhóm ngành về ngành công nghệ. Thì DGW là sau khi kỳ vọng ở cái mốc đâu đây khoảng vùng 27 28 thì hoàn thành một cái thì DGW đã có một cái nhịp kéo lên. Thì thường là yếu tố tạo lập sẽ có những cái điểm kéo rất là khỏe lên và sau đó thì kể cả là không có cái sự kiện ngày hôm qua thì DGW cũng cần phải chỉnh giảm. Và cái câu chuyện trước đây Hùng Lê có nói đến câu chuyện là bắt cá ở trên bờ. Đó thì chúng ta dò tìm ở khoảng vùng 29.
vùng 29 để chúng ta bắt cá ở trên bờ, thì bây giờ là kết phiên ở vùng 29.2. Nhưng mà đúng là đẹp nhất của cá ở trên bờ ở đây nó phải là vùng đẹp. Hôm nay nếu như ai bắt ở khoảng vùng 28. Vùng 28 chính là vùng cá ở trên bờ. Đây chính là vùng cá ở trên bờ anh chị, 28 đến vùng 29 đây. Thì đối với DGWK, cái xu thế hiện tại là sẽ tiếp tục kéo, và cái gap này nó tạo ra thì nó sẽ lấp lại khi thị trường nó sẽ ổn định. Và đối với DGWK các anh chị có thể canh ở vùng 28 đến vùng 29, chúng ta canh nhặt dần khoảng 30% vị thế và chúng ta chờ đến lúc thị trường ổn định trở lại. Và DGWK cũng là một cái mã cổ phiếu mà khả năng nhịp này cũng hay rồi đấy. Hay rồi, bởi vì nó cũng đã có những cái điểm sóng rất là đẹp đối với DGWK. Và cái vùng mua là vùng 28 thì cũng là vùng hợp lý khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát lên, và đây là những cái điểm gọi là điểm bắt cá ở trên bờ. Novaland thì ok, ta nói đến Novaland trước không tí quên. Novaland là một cái mã cổ phiếu bo cung, và những cái yếu tố tạo lập của nó thì nó cũng khá là củ chuối củ từ. Tuy nhiên ở cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta đã nhìn thấy, và 4 tuần gần đây thì chúng ta có đề cập đến cái vùng 52, mục tiêu về vùng 56, và có thể xa hơn thì có thể về vùng 60. Thì cái câu chuyện của Novaland hiện tại đang nhìn thấy khá là đẹp về cái cách tạo lập dòng tiền, và đặc điểm của cái mã cổ phiếu này đó là những cây nến răng lược, anh chị có thể nhìn thấy đây, châm 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 nhìn rất là kinh khủng về Novaland. Ok, chúng ta sẽ nói đến cái nhóm ngành dầu khí. Thì xét tổng quan về nhóm ngành dầu khí thì ông Lê đánh giá rằng ở thời điểm hiện tại là nhóm ngành dầu khí chưa hết sóng. Những cái sóng đánh của gas từ cái vùng đây đây chính là những cái vùng mà chúng ta phân tích đâu đó ở khoảng vùng 54 55, và mục tiêu vùng 80 của gas đã hoàn thành. Và bản thân thì cái câu chuyện là chỉnh thế này thì nó cũng là một cái điều hoàn toàn bình thường thôi. Và khi mà gas đã về đến vùng 80 thì sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Đó, những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật trở lại cái vùng hỗ trợ đây, đó là vùng vùng 70. Đó, và có thể là những anh chị nào bán ở vùng 70, bán gas ở vùng 70 thì cũng có thể là bán trúng đáy. Cái câu chuyện đúng đáy hay không thì Hùng sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để chúng ta định lượng, nhưng ít nhất là trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã có những cái định lượng về mặt tinh thần và về mặt chiến lược để chúng ta vững tin là có bán thì chúng ta từ từ thắng bán, và chúng ta có bán thì chúng ta sẽ bán ở những cái điểm nhịp hồi, chứ không chúng ta không phải bán ở phiên ATO cứ thế là cắm đầu cắm cổ chúng ta bán. Thì với tín hiệu gap là gap lấp lại được một phần, và ít nhất là gap lấy lại được cái vùng 74 thì khá là đẹp. Tuy nhiên một cái lực tăng mạnh của gas thì nó sẽ chưa có đâu. Các anh chị có thể lưu ý là có thể sang tuần tới gas sẽ trả lại cái điểm này. Dò dò cái điểm ở đâu đây, ở khoảng vùng 72.5 đến vùng 72, gas sẽ trả lại ở những điểm này và ổn định cung cầu ở đây. Trước khi mà gas công lại vùng 80 và vượt thoát được cái vùng 80 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những cái đường đi tiếp theo của gas. Và với quan điểm hiện tại của ông Lê thì gas sẽ chưa hết sóng. Và đây đang là những cái điểm rũ, đây các anh chị nhìn thấy những cái điểm rũ của gas này, đó, những cái điểm rũ bán cực mạnh luôn và sau đó thì hút cầu đi lên, tiếp tục đi lên, đó, những cái điểm rũ của gas này và sau đấy đi lên, và đây cũng là một cái điểm rũ của gas điển hình trong cái quá trình mà phân tích đầu tư đi lên của mã cổ phiếu, đó, với gas là như vậy. Với PLX chúng ta sẽ nói đến PLX. Ở PLX thì chúng ta chưa hoàn thành cái mục tiêu, đó là mục tiêu của chúng ta đặt ra ở vùng 50. Và trên thực tế thì đạt được đến đâu đó khoảng 2 ở khoảng vùng 48.1, tức là cách vùng 50 khoảng 2.000 nữa. Từ những cái vùng phân tích định lượng nhiều khúc các anh chị nhé. PLX là chúng ta đánh cực kỳ nhiều khúc rồi. Và cái khúc gần đấy nhất đó là từ vùng 39 và đánh lên khúc ở đây là khúc bao nhiêu anh chị? 45, đúng không? Đúng không? Khúc 39 đánh 45 hoàn thành rồi. Khi vừa thoát 45 thì Hùng Lê tiếp tục đánh cái khúc từ 45 lên 50 thì đạt được đến đến 48. Đó, đạt được đến 48. Đó, và chưa đạt được kỳ vọng. Thì phiên hôm qua là phiên Pelix rơi, và điểm rơi này thì cũng rất may là phiên ngày hôm nay thì Pelix lấy lại vùng 45.
Cái vùng trụ 45 này nó trở thành một cái vùng hỗ trợ các anh chị nhé, vùng hỗ trợ của Pelic. Tuy nhiên với những cái tín hiệu của tôi hiện tại thì cũng đánh giá rằng là Pelic sẽ chưa chạy ngay được ngay, và tuần tới vẫn là một cái tuần tích lũy của Pelic đâu đó ở khoảng vùng ở đây này, các anh chị nhìn lại ở đây khoảng vùng 43 đến vùng 44.5 đó. Pelic sẽ có những cái điểm trả cung lại ở khoảng vùng 44, 43, 44 ở đây, hình thành tích lũy ở đây và sau đó thì tiếp tục công lại vùng 45. Và bản thân là PLX cũng nằm ở trong một cái bộ mà dự kiến rằng là sẽ chưa hết sóng, và sóng P sẽ chưa hết, chắc chắn là chưa hết P, nó chỉ mới là khởi đầu của một cái con sóng thôi, và chúng ta sẽ chờ xem những cái phân tích định lượng cùng lên nó sẽ đi đến đâu. Hai cái mã cổ phiếu tiếp theo, cái bộ đôi tiếp theo đó là PVS và PVD, hai cái bộ này nó đi với nhau. Thì PVS ở trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là cái vùng kháng cự 14, thì các anh chị thấy là khi về đến vùng 14 thì đây trong tuần là chúng ta có về đến vùng 14 hai lần, vùng về đến vùng 14 và không không bươn qua được vùng 14 thì cái việc mà cổ phiếu trả lại cung đó là câu chuyện rất bình thường trong cái quá trình mà chúng ta phân tích kỹ thuật. Và trong cái điểm trả cung đó thì đó, rất nhiều những anh chị là có hỏi Hùng là có bán PVS hay không, thì Hùng có trả lời là nếu như chúng ta bán là phải bán giữ lãi. Các anh chị lưu ý là bán giữ lãi và bán hoảng loạn nó khác nhau. Còn nếu như trong phiên ngày hôm nay khi PVS về đến vùng 12 thì nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ. Đó, trong cái điểm phân tích ở đây thì PVS về đến vùng 12 và cũng đã phân tích từ vùng 12 lên vùng 14 đạt và chỉnh giảm kỹ thuật và lại rơi về cái vùng này, thì vô hình dung là chúng ta hoảng loạn, chúng ta bán đặt bán ở vùng 12 thì chúng ta bán đúng đáy. Và cái câu chuyện nó vẫn vẫn muôn muôn đời như vậy, vẫn muôn thở như vậy thôi. Nó không có gì thay đổi cả. Đấy chính là lý do mà rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta bị thất bại như vậy. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS, cũng sang tuần PVS sẽ có 1 đến 2 phiên tích lũy tại cái vùng này, vùng 12 đến vùng 12.3 ở đây. Đó, nó phải hình thành ổn định lịch trình một tí. Đó, cung cầu nó trả ổn định xong thì lại tiếp tục đánh vượt về vùng 14. Và khi PVS đánh vượt thoát vùng 14 thì đấy là một cái câu chuyện dài của PVS, bởi vì quan sát những cái yếu tố tạo lập của PVS đây, đây những yếu tố tạo lập của PVS đây, đây rất là đẹp luôn đó, đây nữa đúng không ạ? Vậy thì đây cũng đang là những yếu tố tạo lập của PVS và kỳ vọng sẽ có một cái sóng P rất là tuyệt vời cho anh em chúng ta chiến đấu. PVD, PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như PVS trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, đó là vùng kháng cự của PVD ở khoảng vùng giá 12, ở khoảng vùng 12, và trên thực tế thì trong tuần là chúng ta đã có đạt được đến vùng 12 và khi đạt được đến vùng này thì cũng không hút được cầu qua và cổ phiếu chỉnh giảm lại, thì những cái điểm chỉnh giảm này thì nó lại test lại cung và cái vùng hỗ trợ của PVS, à xin lỗi cả nhà, PVD ở trong cái nhịp đánh, trong cái nhịp phân tích này đó là vùng 10, và vô hình dung những anh chị nào bán cận 10 thì cũng tạm được gọi là bán suýt suýt soát đáy. Còn câu chuyện có đúng đáy hay không thì sẽ phải chờ, nhưng ít nhất là chúng ta đã bị sai về mặt chiến lược đó. Và PVD sẽ có những cái nhịp tích lũy ở trên vùng 10 với 11.2 đây, và trước hết là sẽ đánh vượt lại về vùng 10 kháng cự đây, về vùng 12, và khi có những cái lực cầu đủ lớn đủ mạnh đánh vượt thoát vùng 12 có thể là nó sẽ sang những cái tuần tiếp theo, thì chúng ta sẽ có những câu chuyện về vùng 16 và vùng 18 của PVD và cái bộ đôi PVS và PVD nó sẽ chạy cùng nhau. Ok, thêm một cái bộ nó sẽ chạy cùng nhau nữa đó là POVK. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến POVK. Đối với POVK trong một cái giải mà chúng ta phân tích đâu đó ở khoảng vùng 8.7, các anh chị có thể xem lại những bản tin cũ 8.7. Cái nhịp bắt đáy này thì thường là Hùng Lê sẽ không bắt được, và đến cái nhịp ở trên này thì thường là chúng ta sẽ bắt cái nhịp này. Đây là khúc đầu và đây là khúc giữa. Và chúng ta đang đang chiến đấu khúc giữa các anh chị nhé, chưa có khúc đuôi, POVK chưa có khúc đuôi. Thì khi khúc giữa đầu tiên là chúng ta phân tích từ vùng 8.7 về đến khoảng vùng giá 11 và nhiều những anh chị đã chốt và có lãi POVK. Trong tim Hùng Lê đã có lãi POVK rất là tuyệt vời luôn. Về đến vùng 11 rồi thì cái câu chuyện là đây lực cầu tiếp tục duy trì rất là ổn định, và đây là một cái phiên trả cung thôi, nó không có vấn đề gì cả trong một cái quá trình mà cổ phiếu đi lên đó. Nếu như chúng ta đã quan sát kỹ rồi và chúng ta đã hiểu được cái đặc điểm của nó rồi thì đây chỉ là một phiên trả cung và nó trả lại về vùng 10, và vùng 10 cũng là một cái vùng mà POVK sẽ có những cái điểm tì bật.
Và cái gap 10 này nó sẽ lấp lại và dự kiến là sẽ lấp lại ở khoảng vùng 11.5 đến vùng 12. Còn khi POVK vừa thoát được cái vùng 12 thì đấy là cái câu chuyện dài của POVK chúng ta sẽ tiếp tục nói sau các bản tin tiếp theo. Còn đầu tiên là bây giờ sẽ ổn định ở quanh vùng 10 và tiếp tục công lại ở nền 11.5 đến nền 12 trong những cái tuần tiếp theo. OI cũng là chạy cùng với cái thằng POVK này thì OI nó sẽ cũng sẽ đi cùng, nói chung là sẽ cùng bộ với nhau. Thì OI chúng ta có những cái phân tích định lượng từ vùng 6.6 và sau đó thì mục tiêu của OI là chạm 9. Thì trong tuần là chúng ta đã hoàn thành cái mục tiêu của OI các anh chị nhé, hoàn thành mục tiêu của OI đây. Và hoàn thành cái mục tiêu đó ở trên cơ sở là có những điểm trả cung của OI không gãy vùng 7.7 đến vùng 8 thì sẽ có một cái lực đánh tiếp vượt lên đến vùng 9 và chúng ta hoàn thành. Và khi hoàn thành rồi thì cái đó cũng có chia sẻ rồi, tức là tạo lập có thể kéo vượt qua vùng 9 một tí và sau đó sẽ trả cung. Và trong phiên ngày hôm nay thì OI cũng đã có những cái điểm trả cung sâu, phải nói là có những cái điểm trả cung sâu. Còn nếu như trên lý thuyết mà không có những cái phiên phái sinh bị đạp quá đà ngày hôm qua ấy, thì OI nó chỉ trả cung về đâu đó, nếu thuần về cái thuật là OI chỉ trả cung đâu đó về khoảng vùng 8.5 thôi, 8.5 thôi là điểm sâu nhất. Và trên thực tế thì hôm nay là OI lấy lại vùng 8.7 trên bản tin kết tuần đó, thì về tín hiệu kỹ thuật là như vậy. Còn đây là những cái điểm đạp quá đà và đây những chính là những cái điểm hoảng loạn đấy. Các anh chị bán điểm sâu nhất của OI ở khoảng vùng 8.1 đó thì cũng vô hình dung là các anh chị đã bị sai rồi, sai về mặt chiến lược và chiến thuật. OK, POVK và OI là hai cái mã cổ phiếu đang rất là đẹp, các anh chị lưu ý. BSR thì nó liên quan đến cái câu chuyện là game show, thì đây là một cái game show lớn. Game show này thì nó liên quan đến câu chuyện chuyển sàn, thoái vốn, vân vân và vân vân. Thì về mặt lý thuyết đó, về mặt lý thuyết là trong cái phân tích định lượng của chúng ta, BSR vượt thoát vùng 6.8 thì sẽ đánh về chạm khoảng vùng 8.5. Trên thực tế thì trong tuần là đánh chạm được đến vùng 8 và sau đó thì bị một phiên gãy ở đây. Phiên gãy này cũng là một cái phiên khá là bất thường theo cái gọi là cái tín hiệu bị đạp, gọi là đạp một cách vô tội vạ của phái sinh đó. Thì khi mà bị đạp như vậy thì về mặt lý thuyết là nó chỉ chỉnh về 7.5 thôi, chạm 8.5 thì chỉnh về 7.5, thế thì chỉ chạm được 8 thì chỉnh về 7 cũng là hợp lý, đúng không? Và trong phiên ngày hôm nay thì là một phiên bị loạn nhịp nên là cũng có một số anh chị là đặt bán ở 6.6 và sau đó thì hút lên vùng 7. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BSR thì BSR cũng sẽ giống như những cái mã cổ phiếu khác, đó là sẽ tích lũy lại ở vùng nền 6.8, chính là cái vùng mà BSR đã vượt thoát ở đây. Đó. Đây, sẽ đưa cái này về đây. Ở vùng 6.8 đến vùng 7 ổn định ở đây một vài phiên và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật về cung cầu của BSR ở đây để chúng ta có thêm những cái câu chuyện định lượng về mã cổ phiếu này. Trong cái mã định lượng PXL là liên quan đến mã ngành của khu công nghiệp. PXL là mã ngành khu công nghiệp. Đẹp cái mã PXL này đẹp. PVC. Trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái câu chuyện của mã cổ phiếu PVC. Xét những yếu tố tạo lập của PVC thì PVC là một con pen của nhóm P và PVC thì cũng có những cái điểm đánh về mặt kỹ thuật là rất là đẹp anh chị nhé, rất là đẹp. Và những yếu tố tạo lập của PVC trong tuần vừa qua thì ông Lê có đề cập đến ở khoảng đẹp nhất nó ở vùng dưới này nhưng nó bị đi qua mất thì vẫn có thể là ở vùng 5.8. Mục tiêu thì vùng 5.8 đánh 7.5 và trong tuần thì đây cái phiên này là phiên mua ở khoảng vùng 6 chấm mấy ở đây và sau đó thì cũng lên được đến 7 và trả gáp lại. Về mặt lý thuyết PVC vẫn rất là đẹp và mục tiêu PVC vẫn đánh chạm vùng 7.5 đối với nhóm ngành dầu khí. Rồi chúng ta sẽ phân tích một nhóm ngành rất quan trọng tiếp theo, đó là nhóm banh.
Nhóm banh, và nhóm banh thì đã chúng ta đã có một cái quá trình phân tích nhóm banh từ đâu đó khoảng trước cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và bắt đầu giao dịch từ mùng 4 tháng 5, các anh chị nhỉ, mùng 4 tháng 5 bắt đầu giao dịch, và tại thời điểm đó thì sóng banh chính thức được lên sóng trên kênh chứng khoán Chiến binh điện tử có sóng, và bản thân là rất nhiều những anh chị nhà đầu tư đã theo dõi kênh. Hiện tại là những cái bản tin đã đạt được khoảng tầm 15.000 lượt view, cứ trung bình khoảng 15.000 lượt view, và 12.000 anh chị em đăng ký kênh. Thì rất nhiều những anh chị nhà đầu tư là đã áp dụng những cái phân tích của ông Lê để mà đánh ở trong cái thời gian vừa qua thì đã thu được rất nhiều thành công, và những cái thành công đó thì các anh chị rất là vui và có những cái lời chia sẻ động viên Hùng Lê để Hùng Lê có được những cái bản tin ngày càng tốt hơn, đúng không, về thị trường chứng khoán. Vietcombank ngày hôm nay đã hoàn thành, và nói đúng ra là tuần hôm nay chúng ta đã hoàn thành một cái quá trình chúng ta phân tích Vietcombank đâu đó khoảng từ vùng 60 và lên đến vùng 90. Như vậy là upside của Vietcombank đạt 50% lợi nhuận, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta đã có những cái nhịp ở đây, còn nếu mà chúng ta bắt đầu vào cái gọi là 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở đây, đúng không? Tức là khi đó cùng phân tích Vietcombank ở 67.5 và lên đến vùng 90 thì chúng ta đâu đó cũng được một cái lợi nhuận tương đối là ổn định. Đó. Và về đến vùng 90 rồi thì chốt đi chứ còn cái gì nữa, đúng không ạ? Và cái câu chuyện là ngày hôm qua bị bán mạnh thì đấy là câu chuyện rất bình thường. Rất bình thường, bởi vì là không bị bán mạnh thì nó cũng sẽ bị bán mạnh, bởi vì khi cổ phiếu đã đạt đến một cái target rất dài về vùng 90. Đó, thì về vùng 90 rồi thì cổ phiếu sẽ có những cái xu hướng trả lại, và những cái điểm trả sâu nhất nó có thể là vùng 80, bởi vì khi mà chúng ta phân tích một cái kỳ vọng từ dưới này lên đến vùng 80 và vượt thoát vùng 80 thì chúng ta mới phân tích ở vùng 85 đến vùng 90 đâu đó, hiểu nôm na nó là như vậy. Thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay đó, những cái trạng thái tài khoản hoảng loạn là chúng ta đã đặt bán Vietcombank ở đâu đó khoảng vùng sâu nhất là vùng 82.5, thì cái vùng 82.5 này đến vùng 81.5, cứ cho sâu nhất khoảng vùng 81 và cho luôn cả vùng 81 đây đó, thì chính là vùng hỗ trợ khi Vietcombank hoàn thành target vùng 90 thì sẽ chỉnh giảm lại về những cái vùng sâu ở đây đó, và vô hình dung là chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta bán đúng đáy, và cái câu chuyện là sáng ngày hôm nay nó là như vậy đó. Thì Vietcombank lấy lại vùng 85 thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vietcombank ngày hôm nay nó cũng mang một cái ý đồ tạo lập là nhiều hơn là cái câu chuyện đẩy về tăng giá. Chính vì vậy nên là sang tuần thì Vietcombank về cơ bản là vẫn phải có những cái điểm trả lại, những cái điểm trả lại, các anh chị trả lại đây này. Vietcombank cơ bản phải có những cái điểm trả lại ở khoảng vùng 84 và tích lũy ổn định ở vùng 84 ở đây thì sẽ kéo tiếp thêm một nhịp nữa. Vietcombank khả năng là sẽ kéo, bởi vì thường thường ấy là khi về đỉnh là nó sẽ kéo khoảng đôi ba nhát rồi nó mới chết hẳn, gọi là mới tắt hẳn, thì khả năng là đây cái vùng hỗ trợ, và những vùng hỗ trợ này thì các anh chị mà chúng ta chưa thoát Vietcombank được vùng 90 do nấn ná hoặc là do kỳ vọng nó lớn hơn thì chúng ta canh cái nhịp hồi này, chúng ta bán ở Vietcombank khoảng vùng 90, và đến vùng đó thì Hùng Lê cũng coi như là hết kỳ vọng 50% từ vùng phân tích 60, như vậy là quá là tuyệt vời. Một cổ mã cổ phiếu nữa trong nhóm banh chúng ta sẽ nói đến tiếp theo, đó là BID. BID là một cái mã cổ phiếu mang tính tạo lập thị trường, nó rất là tốt, và những cái điểm kéo của BID thì thường rất là nhẹ. Và trong cái thời điểm hiện tại, đó là chúng ta phân tích BID nếu như sâu xa là ở vùng 31.2, còn gần nhất là vùng 34.5, và gần đây nữa nó là vùng 38, lên đến vùng 45. Nôm na là như vậy, và qua từng tuần, qua từng bản tin phân tích thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về target cổ phiếu, chứ chúng ta không thể nói được là từ đây nó lên tọt phát đến đây, nó khó anh chị nhé. Các cái phân tích định lượng của Hùng là phân tích mang tính khoa học và mang tính có cơ sở chứ không phải là nói phép. Thì đối với BID ngày hôm nay cũng như vậy, vô hình dung là chúng ta bán đúng cái điểm hỗ trợ, đó là điểm 40. Thậm chí là nếu như mà có thể là cái phiên sáng nay có thể có, nếu mà đạp mạnh nữa là coi như bán đúng điểm 38, tức là đúng cái điểm mà chúng ta phân tích hỗ trợ đây để lên đến vùng 45. BID thì đã đạt được cái mục tiêu đó là 44/45. Nếu mà chúng ta xét về mức độ kỳ vọng
giả sử như là lên đến 45 thì chúng ta đạt 100% đúng không ạ? Thế thì bây giờ lên đến 44, chúng ta lại 44 chia cho 45 xem chúng ta đó, chúng ta đạt khoảng 97% kỳ vọng. Như vậy là quá là tốt rồi. Thì cái câu chuyện là bit chạm về đây và ngày hôm qua thì là bị tạo lập đẩy thôi, không sao cả. Họ bán mạnh hôm qua và họ lại mua lại hôm nay. Và sau đó họ lại kéo một phát lên vượt 45, lên đến vùng 50 thì họ vẫn có lãi mà. Đấy, cái cách là thị trường như vậy, và nói chung là thị trường nó phải đục. Nước nó phải đục thì mới bắt được cá. Đấy, câu chuyện là như vậy, và chúng ta luôn nằm ở trong những cái bàn tay tạo lập của thị trường, nó rất là lớn. Chính vì vậy nên là chúng ta không tỉnh táo và chúng ta không có được một cái người định hướng về mặt chiến lược và chiến thuật thì chúng ta sẽ luôn bị cuốn theo những cái câu chuyện của tạo lập. Đó. Ok, biết mục tiêu hoàn thành 45, không có gì thay đổi. Và thậm chí là khi kéo qua, khi về 45 rồi thì trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang có nhìn thấy có những cái ý đồ tạo lập của Bit không phải ở 45 đâu anh chị, thậm chí là Bit nhịp này có thể lên đến 50, 55. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì chúng ta nói sau, khi nào mà thỏa mãn những yếu tố nào thì chúng ta sẽ nói những yếu tố đó. ACB chính thức là đã khuyến nghị các anh chị té, nó té ở đây này, vùng 26 đến vùng 26.5 là té này. Đó, té bởi vì là cái vùng này vùng kháng cự rồi, và té xong thì dự kiến cổ phiếu sẽ chỉnh về đâu? Thì đây, dự kiến cổ phiếu đã chỉnh lại về vùng 24, chính là cái vùng mà chúng ta phân tích từ 20.5 chạm vùng 24 target đầu tiên, vượt 24 chúng ta có thêm vùng 26 26.5 khúc 2. Và khúc này xong rồi thì lại trả về cung lại vùng 24, và trong phiên ngày hôm nay thì ACB đã trả sâu hơn vùng 24 và sau đó đóng cửa vùng 24.5, một tín hiệu kỹ thuật tương đối là đẹp. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ACB sẽ có những cái điểm tích lũy đi ngang ở quanh vùng 24 đến vùng 24.5 trong một vài phiên trước khi kéo vượt lại vùng 26. Thì về mặt lý thuyết là gì? Về mặt lý thuyết là trước khi mà đổ hẳn ấy thì cổ phiếu thường thường là phải kéo một hai nhịp. Đó, thì về đến vùng 26 này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt thôi, bởi vì ACB theo nhiều lê thì nó cũng chỉ đạt được đến cái tầm đó. Trong cái thời điểm hiện tại nó không có những cái câu chuyện khác. Đó, không có những câu chuyện khác. MBB. Đối với MBB trong cái trận đánh này thì chúng ta kỳ vọng MBB ở khoảng vùng giá 19. Ở vùng giá 19 nó từ vùng đâu đây? Từ vùng 17 đánh đến vùng 19, và trên thực tế thì MBB đạt được đến ở một cái trạng thái là 18.9. Tức là cách có 0,1 nữa thôi các anh chị là hoàn thành cái vùng 19, là hoàn thành cái vùng kỳ vọng. Và với quan điểm hiện tại thì MBB của Hùng cũng chỉ đánh được đến thế thôi. Và cái câu chuyện là ngày hôm thứ năm một cái cây nến giảm sập thế này, đấy là câu chuyện bình thường, bởi vì nó đạt được đến 19 rồi thì có thể là 19, 18.9, 18.8 gì đấy thì nó đổ, thì đấy cũng là câu chuyện bình thường. Và nó đổ thì nó lại về lại đúng cái vùng 17 là vùng hỗ trợ, và cái mục tiêu của chúng ta ở đây là gì? MBB tiếp tục tích lũy thành công ở đây và lại công lại vùng 19, còn có vượt được vùng 19 hay không thì cái câu chuyện đó chúng ta sẽ nói tiếp khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật định lượng tiếp theo. MBB đợt này thì nó hơi nặng, chạy nó không thoát lắm. Mã cổ phiếu công thương CTG, CTG cũng khuyến nghị té rồi. Té rồi vì sao? Ở trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta có nói đến cái câu chuyện của công thương. Khi mà công thương, đây các anh chị, vùng hỗ trợ của công thương là vùng 22 đến vùng 22.3. Chúng ta hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của công thương đó là ở vùng 24 đến vùng 25. Và đến cái vùng này thì một số các anh chị trong tài khoản của ông Lê đã bán công thương ở vùng 25, 24.5 đến vùng 25. Vì sao? Bởi vì các anh chị có nói với Hùng rằng biết đủ là đủ. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị đã mua được công thương. Công thương nhé, công thương là Hùng phân tích từ đâu đó ở vùng giá 18.5 đến vùng 19 và lên đến vùng 24 đến vùng 24.5, thì như vậy là chúng ta đã đạt được một cái lợi suất khoảng tầm trên 30%, và với các anh chị như vậy là đủ, và chúng ta sẽ dành khúc sau cho người khác. Thì nôm na nó như vậy, mặc dù là trong cái phân tích định lượng của ông Lê là lên đến vùng 26, nên cái câu chuyện chốt lời và chốt lời khi nào nó phụ thuộc vào các anh chị, phụ thuộc vào phương pháp của từng nhà đầu tư và kỳ vọng của từng nhà đầu tư đó.
và gặt lúa non thì bao giờ cũng thơm và ngon, và cái lúa mà mình mang về nhà đó là lúa của nhà mình, còn cái lúa mà đang ở trong chứng khoán, đang ở trong cổ phiếu đó là lúa của ông Mr. Thị trường, và ông có thể lấy mọi lúc mọi nơi. Và cái câu chuyện công thương thì ngày hôm nay đó bán đúng đáy luôn, khẳng định luôn là các anh chị bán đúng đáy. Công thương đã rơi lại về vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 22 đến vùng 22.3 trong một cái nhịp mà phân tích ở đây lên đến vùng 26, không gãy vùng này thì công thương có xu hướng đánh về vùng 26. Và bản thân thì trong phiên ngày hôm nay đó, nếu chúng ta bán thì chúng ta bán ở vùng 23 đúng không ạ? Tội gì chúng ta bán đấy. Chúng ta bị hoảng loạn nên là chúng ta bán luôn ở vùng 22, đúng cái điểm thấp nhất của vùng hỗ trợ của công thương. Thì với lý thuyết là công thương đã tạo được một cái cây nến như này thì sẽ có một đến hai phiên nữa công thương sẽ ổn định ở quanh vùng, theo Hùng là công thương sẽ có những cái điểm trả cung lại khoảng quanh vùng 22.5, và chúng ta sẽ quan sát công thương ở vùng 22.5, và mục tiêu của công thương thì trong nhịp này sẽ đánh mắc chạm vùng 26, chạm vùng 26 và 26 thôi, khả năng là cũng sẽ kéo đến vùng đó, căng thì được đến vùng 27, và đấy chính là những cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta chốt chứ không phải là chúng ta mua. Có những anh chị mua ở vùng này xa hết rồi, bởi vì hết điểm mua, những cái điểm mua nó nằm ở dưới này mà chúng ta vẫn cứ cố đấm ăn xôi. Và ông Lê tin rằng là tất cả những anh chị em mà xem những cái bản tin clip của ông Lê hàng tuần thì sẽ không mua công thương ở vùng 24.5, chắc chắn là như thế. Còn nếu những anh chị mà vẫn mua thì chắc là có vấn đề đó, có vấn đề. Techcombank, TCB, Techcombank, Techcombank thì vùng 24 cũng là coi như là vùng cuối cùng. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Tech đánh hơi kém, và đây này, một cái target này là hình như là chúng ta đã phân tích ở vùng 22. Không gãy cái vùng gì đây ta, không gãy cái vùng 21, 20, 21.5 thì cái cơ hội về đến vùng 24, và về đến vùng 24 cũng là vùng cuối cùng, bản thân Tech hiện tại hơi kém. Chúng ta không nên đầu tư. HD Bank và VBank, HD Bank thì cũng khuyến nghị té rồi. HD Bank tại vì sao lại té? Đó, thì đây, câu chuyện nó nằm như vậy. Trong cái bản tin phân tích tuần trước đúng không ạ? Khi HD Bank vượt thoát vùng ở đây, đó là vượt thoát vùng 24, chúng ta có kỳ vọng một cái target HD Bank ở vùng 28 đến vùng 28.5, và đây chính là vùng mà chúng ta bán, và bán xong thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh về đâu? Đó, nó sẽ chỉnh về đâu thì nó sẽ chỉnh về dự dự chỉnh về khoảng vùng 20 25.5. Đây các anh chị nhé, cái hình mũi tên ở đây khoảng vùng 25.5. Tích lũy ổn định ở vùng này thì sẽ kéo lại tiếp ở vùng 2 lên vùng 27 28 một lần nữa và chốt thôi. Chứ còn HD Bank cũng cái lực lực đi của nhóm bank đến thời điểm hiện tại gần như cũng đã là sức cùng lực kiệt, đã là sức cùng lực kiệt. Khi mà Vietcombank chạm 90 và khi mà một số các cái mã cổ phiếu đạt những cái target thiết kế trong tuần vừa rồi thì đấy chính là những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng phải bắt đầu cảnh tỉnh đối với nhóm bank. VBank, VPBank, VPBank. VBank hơi xấu một tí, hơi xấu một tí. Đó là gì? Đó là cái vùng 24 này VBank bị đẩy trong cái phiên gãy, thì về lý thuyết là như vậy, bị gãy vùng 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 hỗ trợ trên này thì sẽ về lại vùng hỗ trợ thấp. Và vùng hỗ trợ thấp nhất của VBank đó chính là vùng 22. Thì nếu mà chúng ta bán ở vùng 22 thì cũng vô hình dung là chúng ta bị lỗi về giá cái đó. Còn có đáy hay không thì đấy là câu chuyện khác, chúng ta sẽ nói đến sau. Và VBank thì sẽ cần thời gian ổn định ở quanh vùng 22 thêm một vài phiên trước khi mà lấy lại mốc 24. Và có hay không cái câu chuyện là đi từ vùng 24 về vùng 27 28 thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Ba cái mã cổ phiếu về bank đó là SHB. SHB là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta bắt một cái nhịp T cộng ở đây, đâu đó lãi được khoảng tầm trên 30%. Hùng Lê khuyến nghị chúng ta té, bởi vì cái game nó chỉ đến như vậy thôi. Còn giai đoạn hiện tại là vùng hỗ trợ của em này đó là vùng 14. Thì nếu như anh chị mà muốn chơi game ấy, thì mua thì chỉ mua ở vùng 14 thôi, và sau đó T cộng 3 thì té. Bởi vì trong cái cách mà tạo lập phân phối thì có thể là tạo lập sẽ phân phối dốc, hoặc là tạo lập sẽ tạo một cái bình nguyên, mua đi bán lại, mua đi bán lại, mua tài khoản này bán tài khoản kia, và sau đó cuốn những cái dòng tiền cá nhân. Và sau khi mà người ta ra hết hàng và người ta đạt được một cái lợi nhuận sau một cái game đánh, các anh chị lưu ý là người ta đánh những cái game ví dụ như đây 40 triệu cổ phiếu của SHB ở khoảng vùng 10 đó, thì nó sẽ là ra bao nhiêu tỷ, và
và một cái lợi suất khoảng tầm độ 30% của cái con số này, nó là kinh khủng, đúng không ạ? SHB đánh từ cứ cho vùng 10 mà lên vùng 18 đó, thì người ta phải phân phối làm sao đó, sau khi phân phối hết được cái hàng đó thì vẫn lãi được 30-40%, mà 30-40% của những cái con số hàng trăm tỷ nó là kinh khủng. Một cái deal đánh như vậy thì các anh chị phải hiểu là người ta sẽ có một cái quá trình rất là khéo, các anh chị không nhận thấy được đâu đấy, ru ngủ nhà đầu tư. Một mã cổ phiếu nữa của nhóm banh đó là STB. STB trong thời điểm hiện tại là đẹp. Chúng ta đã có một cái quá trình phân tích STB đâu đó khoảng từ vùng 8.75, và mục tiêu thì chạm vùng 11, và đến bây giờ là vùng 12 đến vùng 12.5. Và với STB thì Hùng Lê cũng khuyến nghị các anh chị là đang nắm thì ở vùng 12 cộng là chúng ta sẽ canh để chúng ta thoát hàng. Đó. Khả năng nhịp này sẽ đánh chạm vùng 12.5 ở trên cái cây nến kết tuần của STB như này, khá là đẹp. Phiên ngày hôm nay thì là lấp lại được gần như cái gap của ngày hôm qua, đó là một cái gap tăng. Sau đó thì không giữ được cái gap tăng thì mới tạo thành một gap giảm. Còn về mặt lý thuyết là nến phân tích kỹ thuật của STB là đẹp. Thêm một cái mã cổ phiếu nữa trong nhóm ngành banh đó là LPB, Liên Việt Postbank. Thì bản thân em này chúng ta nhìn xem nào. Bản thân em này là chúng ta kỳ vọng ở vùng 9.5. Anh chị 8 đến vùng 9, vùng 9 đến 9.5 đây này. Và kỳ vọng sâu hơn nó là đến vùng 10 thì cũng hết. Đó, từ những cái vùng mà chúng ta phân tích ở đâu đó ở đây này, các anh chị xem lại những cái bản tin trước trước tí, 7.2 đến 7.5. Lên vùng 8.5, không cậy 8.5 thì lên vùng 9.5 đến vùng 10, về đến vùng này thì cũng tất toán được. Ngày hôm nay thì Liên Phong Bank cũng đã có một cái điểm trả đây, một cái điểm trả đây cũng khá là sâu. Với những anh chị nào mà chúng ta đang còn cầm hàng á thì chúng ta sẽ canh tiếp những cái nhịp mà Liên Phong Bank kéo lại vùng 9.95, chúng ta canh để chúng ta chốt. À xin lỗi cả nhà, Liên Việt Postbank cứ toàn nhầm lại bị bắt lỗi. Còn mã nào nữa nhỉ? Mã VIP, VIP ở trong cái nhóm này, bởi vì VIP nó cũng là một cái mã tạo lập khá là quan trọng. Ở VIP chúng ta phân tích một cái nhịp khúc này hoàn thành rồi, cái khúc từ 14 mà lên đến bao nhiêu đây các anh chị này, 16.5 là hoàn thành. Sau đó Hùng tiếp tục phân tích từ khúc này đến khúc 18. Khúc này đến khúc 18 cũng hoàn thành rồi. Và về 18 thì về mặt lý thuyết là chỉnh ấy, là chỉ chỉnh nhẹ nhẹ thế này thôi, chỉnh là chỉ lấp khoảng vùng 17 thôi. Đó, về mặt lý thuyết là như vậy thôi. Đó, nhưng mà trên thực tế là phiên ngày hôm nay là phiên hoảng loạn nên là lấp đến tận vùng 16.5 luôn. Thì bản thân là vùng 17 hay vùng 16.5 trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Đó. Và vô hình dung là những anh chị bán ở vùng 16.5 là bán đúng điểm hỗ trợ luôn. Thì về mặt lý thuyết là VNB cũng như vậy, nó sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên và thậm chí là cả tuần nó ổn định chung với xu thế chung của cả thị trường và tích lũy ngang ở vùng 16.5 đến vùng 17 để kiểm tra lại cái độ cung cầu đây trước khi mà có thể đánh về vùng 19. Nhịp này thì VIP hoàn toàn có thể đánh về vùng 19, hoàn toàn có thể đánh về vùng 19 và về đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ chốt và coi như cũng hết một cái sóng banh. Sóng banh sắp hết rồi các anh chị, như vậy là cũng hết rồi đấy. Chúng ta có 1 tháng rưỡi để chúng ta đánh đúng không ạ? Từ tháng 4 và đến bây giờ là tháng 6. À từ tháng 5. Từ tháng 5 và đến bây giờ là đến 15 tháng 6, như vậy là cũng cũng là 1 tháng rưỡi để chúng ta đánh sóng banh rồi, quá là dài. Và chúng ta cũng đã thu được rất là nhiều thành công từ sóng banh, phải khẳng định như vậy. Chúng ta phân tích các em của mã chứng khoán. Đầu tiên là HCM. HCM là bị đẩy tương đối mạnh nhưng không sao cả. HCM chúng ta phân tích ở đâu đấy những cái khúc ở dưới này thôi, chúng ta không nói những cái khúc đầu gần đây nhất, đó là khúc từ 18 lên đến vùng 22. Khi đó thì đây, ngay từ những cái điểm này là Hùng Lê đã bắt đầu nhận diện thấy những cái điểm khá là đẹp của HCM ở vùng 18 và đã khuyến nghị anh chị là chúng ta nắm giữ để chúng ta đánh. Thì rõ ràng một điều là khi chúng ta mua ở vùng 18 và lên đến vùng kháng cự vùng 21, chưa đạt đến vùng 22. Vùng 22 chỉ cách khoảng 1.000 nữa thôi, nhưng chúng ta cho đến vùng 21. Vậy từ 18 lên 21 chúng ta sẽ tính thử nhé, 18 trừ đi 21, 3 trên 18 đạt được một cái tỷ suất khoảng 16%, cho là 15%, thì như vậy là chúng ta hoàn toàn mơ ước
các tài khoản lớn, các tài khoản lớn người ta chỉ mơ ước từ 5 đến 10% là người ta happy lắm rồi. Những cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích được lên đến những cái target 15, 16, thậm chí là 20, 30%, 40% thì đấy là những cái lợi nhuận mơ ước các anh chị nhé, mơ ước. Và khi HCM về đến đây thì hiện tại là có cái vùng kháng cự ở đây, và cái phiên này thì HCM cũng bị đẩy bán theo cái gọi tín hiệu chung của thị trường. Và phiên ngày hôm nay thì HCM về lại đúng vùng hỗ trợ 17, 18 đến vùng 18.5 và vượt thoát lên lại. Thì với tín hiệu hiện tại thì cũng như vậy, nó sẽ cần thời gian để ổn định lại thêm một vài phiên theo cái tín hiệu cung cầu chung của toàn thị trường. Sau đó thì HCM sẽ có những cái điểm đánh tích lũy lại, vượt lại vùng 10, vùng 21, vượt thoát được vùng 21 thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện. Và đến thời điểm hiện tại thì cái vùng 22 chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chuyển lại về vùng 21, bởi vì là vùng 21 đã trở thành cái vùng kháng cự ngắn ở đây rồi thì chúng ta không thể nói đến cái câu chuyện ở vùng 22 nữa. Đó, vùng 21. Ok. Tiếp theo một mã cổ phiếu nữa về nhóm ngành chứng khoán mà chúng ta đã phân tích khuyến nghị mua. Thì SSI là phân tích đâu đó, các anh chị nhớ đi, nhớ lại xem đâu đó, xem lại những cái bản tin đây này, từ tháng 4, từ 1 tháng 4 chúng ta nói đến câu chuyện SSI. Và gần đây nhất đó là SSI đã hoàn thành được cái vùng ở đây là vùng 14.5. Thì từ vùng 14.5 này chúng ta tiếp tục kỳ vọng SSI ở vùng 16. Thì về mặt lý thuyết là tất cả các mốc về kỳ vọng của chúng ta đã đạt, đúng không ạ? Thậm chí là đây, phiên này là bao nhiêu ạ? Phiên này là 16.3. Đó, phiên này là 16.3 anh chị nhé. Tức là về mặt lý thuyết là đạt rồi. Thì cái cách mà Hùng có chia sẻ đó là gì? Kéo qua điểm kháng cự hoặc là kéo qua điểm target thì một là nó sẽ rụt cổ lại luôn, hai là nó kéo qua rồi nó mới rụt cổ. Thì cái câu chuyện mà khi mà SSI ở đây đạt vùng 16 và chỉnh lại đó, thì ngày hôm nay chính thức là SSI cũng rơi đúng về cái vùng ở đây, đó chính là vùng 14.5, vùng hỗ trợ. Và nếu như anh chị bán ở vùng 14.5 thì chắc chắn đến cuối phiên tiếc hùi hụi luôn. Đó, câu chuyện nó là như vậy, cái vòng nó rất luẩn quẩn. Và chính vì chúng ta không có những người định lượng, đó chính vì chúng ta là bắt đầu phiên là bắt đầu hoảng loạn, là hô nhau bán. Tại sao chúng ta phải bán ở những cái điểm đó? Chúng ta phải bán từ hôm qua, đúng không? Chúng ta phải bán từ đây, tức là khi chúng ta nhìn thấy những cái điểm gọi là chúng ta bị mất lãi ở đây, đó, mất lãi tụt 10%, 20%, chúng ta phải bán ở đây, chứ không phải đến hôm nay chúng ta mới hoảng loạn, lúc đấy chúng ta mới bán. Cái câu chuyện giữ lãi. Và đây, ví dụ đây, đó, nếu mà ai mà giỏi về kỹ thuật đó, là các anh chị sẽ trong phiên các anh chị sẽ đây mất mốc này, mốc 15.8, ok tôi bán để tôi giữ lãi cái đó. Đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy 3 4 cây nến và đây cũng là một cây nến tụt lại và kéo lên. Đó, vậy thì trong một cái biến động mạnh như vậy, gãy vùng 15.8 tôi bán tôi giữ lãi. Đây là điểm, đây là chiến binh này, đây là điểm bán của những chiến binh này và đây điểm bán của những anh chị có kinh nghiệm này. Còn đây bán ở cái điểm này hoảng loạn lúc sáng này, phiên sáng này, đấy là những nhà đầu tư non nớt này. Và cái câu chuyện này rất nhiều các anh chị, rất nhiều. Đó, rất nhiều. Đó. Ok, SSI thì lại cơ bản lại lấy lại vùng 16. Vượt thoát 16 rồi chúng ta lại có những cái câu chuyện thơm thơm ở đằng sau này. Và SSI thì SSI HCM là cái câu chuyện về 6 ngành về chứng khoán và đấy là những cái định lượng sớm của Hùng Lê. Chúng ta sẽ chờ. SHS. Bản thân SHS là Hùng đã nói rồi. Tạo lập của cái ông này nó khét lắm. Đừng, khi mà nó đã chạy thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Đó, một cái câu chuyện là SHH chạy từ 4 lên đến 16 nhân 4 anh chị nhé. Đó, nhân 4 tạo lập rất đẹp. Và hiện tại là từ 6 lên 12. Đó, trong những cái bản tin trước Hùng có phân tích là có nói vui là từ 6 lên 12 là mới nhân 2, thế thì còn phải nhân 3 nữa, từ 6 lên 18 đây này, 17, 18 gì đó, đâu đó đây. Thế thì cái câu chuyện mà SHS ở đây, các anh chị có thể nhìn lại vùng 10.6. Các anh chị nhớ cái điểm 10.6 này đã được nói ở trong các bản tin và trong các cái phân tích định lượng của Hùng Lê. Đó là gì? Đó là cái điểm hỗ trợ dài của SHS ở trong một cái nhịp đánh lên mà tạo lập có thể sử dụng cái điểm này để làm điểm tỉ bật. Và rõ ràng khi SHS vượt được cái vùng 10.6, các anh chị nhìn thấy kéo một mạch lên. Đó, lên vùng 14. Và hai cái phiên này, hai cái cây nến này đó cũng chỉ là hai cây nến mang tính tạo lập rũ thôi. Và những anh chị nào đã đặt bán ở 10.6 đúng cái điểm hỗ trợ này thì cuối phiên nó kéo lên 12.8 thì chắc chắn rằng là các anh chị tiếc tiếc hùi hụi luôn.
Và chính vì như vậy nên là cái vòng quay về cái câu chuyện là bán trong hoảng loạn, và cái câu chuyện đó nó lặp đi lặp lại nhà đầu tư. Và lên đến đây thì có thể là nhiều anh chị lên đến vùng 14 này hoảng quá lại mua lại. Đó, mua lại một cái thì thường là lên đến đây nó lại đạp một phát nữa nó mới kéo đi. Đó, thì cái câu chuyện là chúng ta phải rất là tỉnh táo. Đó, rất là tỉnh táo. SSS thì cơ bản là đẹp rồi. Ngày hôm nay nó lấp lại cái gap ngày hôm qua là khá là đẹp, khả năng là sẽ trả cung lại khoảng vùng 12. Sẽ có những cái điểm trả cung lại ở vùng 12 đây này. Trước khi mà kéo kéo tiếp. Trước khi mà kéo tiếp. Và cái mục tiêu của SHS ấy thì sẽ kéo tiếp, và mục tiêu nó sẽ kéo chạm lại về vùng 14. Vượt thoát vùng 14 thì sẽ đi lên khoảng vùng 16, và về đến vùng đó thì may ra thì khả năng cổ phiếu mới bắt đầu phân phối chỉnh đối với SHS. Rồi, ok. Một mã cổ phiếu nữa MBS cũng ngành cũng chứng khoán và cũng là một cái mã cổ phiếu mà đã khuyến nghị mua. Thì đối với MBS nó thanh khoản nó hơi thấp thôi, nhưng mà với mục tiêu đó là trong cái nhịp, trong cái phân tích về tổng quan đó là trong một cái nhịp đánh này thì cái vùng đẹp nhất mà chúng ta mua ở được của MBS đó là vùng 10. Nhưng mà cái vùng 10 chúng ta không mua được thì chúng ta sau đó thì cũng có phân tích định lượng ở đâu đó ở khoảng cái vùng 10.5. Đó, vùng 10.5 là vùng khá là đẹp rồi và chúng ta có thể canh mua ở vùng này với mục tiêu đánh chạm 13. Và đó, và ngày hôm nay thì cũng rất nhiều anh chị em bán ở vùng 10.5, bán đúng điểm hỗ trợ luôn. Và cuối phiên thì nó cũng lên 11.5 thì chắc là cũng tiếc hùi hụi. Ôi ước gì đừng có bán. Đó, chỉ vì đơn giản là chúng ta hoảng loạn thôi và chúng ta không định lượng được là đâu là điểm hỗ trợ của thị trường, đâu thị trường nó sẽ đạp về đến đâu, phái sinh nó sẽ đi đến đâu, và tất cả những câu chuyện đó để chúng ta luôn chủ động trong một cái tâm thế và vị thế của chúng ta. Đó, MBS. Ok. MBS thêm một mã cổ phiếu nữa, CTS. Đó, thì CTS cũng là một cái mã cổ phiếu mang cái tính đầu cơ rất là cao. Những cái cách mà trước đây CTS đi thì Hùng đã có quan sát rồi, và trong cái miếng đánh này, trong cái nhịp đánh này thì chúng ta cũng đã bắt đầu mua CTS ở đâu đó vùng quan sát vùng 6.6 đến vùng 6.8 và đâu đó là mua ở cái phiên này. Bởi vì là cái phiên đó thì chúng ta mua không kịp, bởi vì Hùng phát hiện hơi muộn, và chúng ta mua ở phiên này thì vẫn là đây T0, T1, T2, T3. Hàng về T3 chúng ta sẵn sàng chúng ta bán ở vùng 8 chấm à dưới 8 một tí, 7.8 vẫn lãi các anh chị, vẫn lãi. Nên là cái câu chuyện là gì? Trong cái chủ động của cái điểm mua, và đến ngày hôm nay thì các anh chị lại bán đúng ở cái điểm hỗ trợ, chính là cái điểm đây, chính là cái điểm hỗ trợ đây, chính là cái điểm 7 đó, bán đúng hỗ trợ luôn đó, bán đúng hỗ trợ. Và khi cái điểm hỗ trợ này thì khả năng là sang tuần tới thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cần 1-2 phiên ổn định quanh vùng 7 và mục tiêu vẫn là kéo về vùng 8.5. Trong tuần thì đã đạt được đến 8, đạt được đến 8. Một số các cái mã cổ phiếu của ngành xây lắp và một số các mã cổ phiếu khác thì Hùng Lê sẽ dừng lại không phân tích ở đây, bởi vì bản tin của chúng ta đã là 1 tiếng 22 phút rồi. Bởi vì trong cái bản tin ngày hôm nay thì Hùng Lê dự kiến là sẽ nói với các anh chị, chia sẻ với các anh chị về chúng ta nói đến ngành thép nữa đi, ngành thép có mấy cổ mã cổ phiếu thôi. HPG thì đó, ngày hôm nay cái vùng 28 chính thức là đã khuyến nghị các anh chị chúng ta là té, và cái vùng dò tìm cái vùng hỗ trợ đó chính là cái vùng mà target chúng ta phân tích, đó là vùng 24, ở vùng 23.5 đến vùng 24 đây, trong cái nhịp này thì bây giờ nó lại trở thành một cái vùng hỗ trợ đây, và những anh chị mà bán Hòa Phát ở những cái đoạn dưới dưới này là cũng tiếc đấy. Thì về mặt lý thuyết là chúng ta không đua theo, Hùng sẽ nguyên tắc là như vậy, chúng ta chỉ dò tìm những cái vùng giá mục tiêu, những cái vùng giá hỗ trợ này để chúng ta mua, và nếu như mà chúng ta không dò tìm được và chúng ta không đạt được ở những cái mức giá đó thì thôi chúng ta bỏ qua. Hòa Phát có thể kéo lại vùng 28 trước khi đổ lại vùng này và chúng ta chờ ở đây. Hoa Sen HSG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng 11.5 đó là vượt kỳ vọng, và Hoa Sen thì là Hoa Sen nhịp này là chơi xổ số các anh chị nhé, chơi xổ số ở vùng 9.5 đến vùng 10, chúng ta canh ở vùng 9.5 đến vùng 10, ở đây là vùng hỗ trợ và chúng ta đánh xổ số. Còn nếu như gãy 9.5 thì thôi chúng ta out, out khẩn trương, bởi vì như vậy là hết game. Xổ số nó cũng giống như con DBC,
Dabaco, một quả cầu nóng đúng không ạ, trong một cái nhịp đánh lên và bây giờ thì trong một cái nhịp đánh xuống sàn, bốn phiên sàn rồi và gần như không bán được, không không ra hàng được, bởi vì khối lượng sàn nó chất rất là nhiều. Thì đối với Dabaco chúng ta sẽ hoàn toàn có một cái trò chơi xổ số, các anh chị yên tâm. Khả năng là đây, xổ số đây, xổ số đây, xổ số đây, vùng 37.5, các anh chị 37.5 quan sát hộ ông Lê. Quan sát hộ ông Lê vùng 37.5, khả năng đến đây sẽ có một cái lệnh lệnh ăn sàn đánh T cộng 3 giống như ta chơi xổ số con SHB. Đó. Đó. Chơi game nhá, chơi SHB, chơi game, mini game, xổ số. Nam Kim NKG, NKG thì đã đạt hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 8.5. Sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu này, Nam Kim sẽ có xu hướng chỉnh giảm lại ở khoảng vùng giá 7.3. Ở vùng 7.3 không gãy thì Nam Kim tiếp tục kéo một nhịp nữa, và khả năng cái nhịp kéo này thì cũng là nhịp kéo hết và chúng ta sẽ canh chốt thôi, chứ còn Nam Kim thì cũng chỉ kỳ vọng đến như vậy, còn vượt thoát là câu chuyện khác. Ok. Nhóm xây lắp, nhóm xây lắp thì chúng ta sẽ nói đến, còn kịp nữa không nhỉ? 1 tiếng 25 phút rồi. Ok, cố gắng nói một vài mã xây lắp nữa đi. HDC. Đầu tiên phải nói đến thằng Cô Tích Công đã. CTD, ông đấu đá nội bộ không có sao cả, cái câu chuyện đấu đá nội bộ đấy là việc của các ông. Còn tôi thì tôi quan tâm đến cái câu chuyện là vùng hỗ trợ của Cô Tích Công 65 đến 66.5. Ok, tôi mua. Và vùng kháng cự của Cô Tích Công ở bây giờ đến thời điểm hiện tại đó là vùng 75, hoặc là T3, chúng tôi có lại tôi bán chấm hết, còn các ông cứ đánh nhau đi, cứ cãi nhau đi, không quan trọng đối với Cô Tích Công. VCS là một cái mã mà VCS thì hơi xấu rồi, như vậy là sai sai ở đây rồi. VCS trong tuần, trong bản tin tuần là chúng ta kỳ vọng VCS vượt thoát được vùng 67.5 đến vùng 68 để đi về cái vùng ở đây là vùng 75 đến vùng 80. Tuy nhiên trên thực tế là VCS đã bị đẩy bán mạnh và trong phiên này ngày hôm nay thì cũng đã khá là hoảng loạn. Trong cái câu chuyện hoảng loạn và với cái tín hiệu hoảng loạn như này thì VCS sẽ cần thời gian lại tích lũy lại ở đây, tích lũy lại ở vùng 60 đến vùng 62 trước khi mà em này có những cái tín hiệu tiếp theo. Sẽ tích lũy lại ở đây thôi. Có đúng có sai đúng không ạ? Chúng ta phân tích thì không thể là tuyệt đối được. Một em nữa đó là Đạt Phương. Đạt Phương DPG. DPG trong thời điểm hiện tại với quan điểm của Hùng đó là Đạt Phương đang đi ngang để tích lũy. Và cái vùng mà chúng ta cần kiên nhẫn đối với Đạt Phương đâu đó ở khoảng vùng 22. Ở vùng 22 đến vùng 23. Đó là cái vùng mà Đạt Phương đang tích lũy ở đây. Đó, Đạt Phương đang tích lũy ở đây. Và những cái điểm tích lũy dài này để giúp cho cổ phiếu này có thể có một cái trận đánh. Có một cái trận đánh xa xa ở bên này. Thì đối với Đạt Phương thì chúng ta sẽ không thể vội được. Thực ra trong tuần là đã có những cái điểm vượt thoát vùng 26. Đó, vượt thoát vùng 26 là những cái điểm mà về mặt kỹ thuật là chuẩn và rất chuẩn. Tuy nhiên thị trường chung bị đạp một nhát, thế nên là em ấy lại về đến cái nền hỗ trợ. Và về đến nền hỗ trợ thì chúng ta lại quan sát thêm thôi, không có vấn đề gì cả. HBC có trong thời điểm hiện tại có một số các cái pen của nhóm ngành xây lắp rất là đẹp. Và HBC thì trong team của ông Lê cũng nắm tương đối, và các anh chị thì cũng đã có lãi rất là nhiều. Và những cái điểm lãi đó thì cũng gần như là đủ T cộng để chúng ta chiến đấu. Đủ T cộng để chúng ta chiến đấu. Đó là những cái điểm mà đúng về HBC. Các chị nhớ lại là trong những cái phân tích định lượng của Hùng là từ cái vùng vượt thoát cái vùng 8 là sẽ đánh chạm vùng 10. Đánh chạm vùng 10 sau đó chỉnh trang lại ở những cái điểm đâu đó khoảng vùng 9. Đây là khoảng vùng 9. Và sau đó từ vùng 9 này thì đánh lên vùng 13. Trên thực tế là phiên ngày hôm nay là đã đạt được khoảng vùng 12.45, tức là cách vùng 13 một tí tẹo nữa thôi. Tuy nhiên thị trường bị đạp nhưng mà cũng không sao cả đó. Ngày hôm nay thì HBC đã lấp lại một cái gap này và đâu đó đóng cửa khoảng gần vùng 12, rất đẹp. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HBC, khi thị trường ổn định trở lại thì HBC khả năng đang có một cái câu chuyện gì đó, đang linh cảm như vậy thôi, đang linh cảm một cái câu chuyện gì đó. Và một cái câu chuyện đó nó đánh giống như thằng ITA. Các anh chị có thể xem lại nó đánh giống như thằng ITA hay là nó đánh giống như thằng trong thời điểm hiện tại nó đánh giống như thằng Dabaco đó, hoặc là trong cái thời điểm này nó đánh giống như thằng thằng gì nhỉ, Hoàng Anh Gia Lai
Đấy, nôm na nó là như vậy, nó đang có những cái câu chuyện như vậy. Thì đối với HBC vẫn là một mã cổ phiếu mà ông nên đánh giá, rất là đẹp, rất là ok. Ở mục tiêu đánh về vùng 13 và vượt thoát được cái câu chuyện vùng 13 rồi thì lúc đó thì HBC sẽ chạy, các anh chị sẽ chạy rất là đẹp. Thêm một mã pen trong cái nhóm đó là LDG. LDG. Ở LDG ngày hôm nay những anh chị nào bán thì cũng sẽ tiếc hùi hụi, bởi vì là sao? Bởi vì LDG nhá, các anh chị có thể xem lại những yếu tố tạo lập trong quá khứ khi LDG đánh những cái điểm đánh rất dài và rất đẹp, và đánh trong trong sự nghi ngờ của nhiều nhà đầu tư. Thì bản thân LDG là ông Lê đã phân tích đâu đó ở vùng 5 lên đến vùng định lượng khoảng vùng 6.5. Từ 6.5 này sẽ chỉnh trang trả lại khoảng vùng 6, và từ vùng 6 này sẽ tiếp tục đánh lên khoảng vùng 8. Thì về mặt lý thuyết là trong tuần thì nó đánh hơi quá đà, đánh nó quả này là gần về đến 8 rồi. Đó, gần về đến 8 rồi, không cần trả nữa, và LDG ngày hôm nay cũng đã có một điểm trả cung gần ở khoảng vùng 6.2 gì đây. 6.2, và sau đó thì kéo lên ở vùng 6.7. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của LDG khá là đẹp, khá là ok. Và nhóm ngành xây lắp, các anh chị lưu ý, nhóm ngành xây lắp cũng khá là đẹp trong cái chặng đường của chúng ta đầu tư. HDG Hà Đô, đúng không ạ? Hà Đô, HDG. HDG. HDG một cái khúc, mà cái khúc này là hoàn thành rồi, khúc 26 hoàn thành rồi. Từ khúc 26 này thì chúng ta tiếp tục đánh lên khúc 32. Khúc 32, và trên thực tế là trong tuần thì đã đạt đến khúc 30, đạt đến cao nhất ở vùng 31, gần 31 đó. Và sau đó thì chỉnh lại, giảm lại, thì về mặt lý thuyết là đó, chỉnh giảm lại về đâu, chứ là chúng ta đã có cái vùng đây là vùng 26, tức là về lại vùng hỗ trợ bên này. Và với HDG thì như vậy thôi, lại tích lũy lại vùng 26, và mục tiêu vẫn là đánh về vùng 32 cộng. Và chúng ta lưu ý là đấy, cái câu chuyện là bán giữ lãi và bán tống bán tháo, bán một cách không có suy nghĩ, bán một cách vô tổ chức, vô tội vạ thì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok. Như vậy là bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về thị trường, tại vì là bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành để chúng ta nói đến cái gọi là gì, cái câu chuyện tâm lý hành vi của nhà đầu tư ở trên thị trường, và đấy là một cái câu chuyện rất là quan trọng. Đối với chỉ số chung chúng ta xem nào, Dow Jones lúc nãy là lấp gap nhưng bây giờ lại trả gap rồi, Dow Jones Future thì cũng đang bị đẩy trở lại. Như vậy là ở cái mốc khoảng 24.800 điểm đối với chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones 30, đây là cái vùng hỗ trợ, và khả năng thì cả hai chỉ số này sẽ đi ngang tích lũy ở ở quanh cái vùng này trước khi mà có những cái diễn biến tiếp theo. Ngày hôm nay thì Hang Seng cũng bán mạnh, Shanghai cũng bán mạnh, sau đó hồi phục lên. Đó thì một số các chỉ báo của châu Á thì ngày hôm nay cũng đã có cái sự phục hồi trong phiên. Đối với VN Index và VN30 thì trong cái bản tin rất là quan trọng tối ngày hôm qua trên trên tin Zalo thì chúng ta đã nói đến những cái thông số kỹ thuật, tức là những cái tiêu điểm mà thị trường sẽ có thể sẽ đi về đến đó. Ví dụ như phái sinh đó sẽ có thể tiệm cận vùng 8 780, VN30 785 đến vùng 800 điểm, thì chúng ta sẽ xem lại những cái tiêu điểm đó để chúng ta dựa vào đó để chúng ta đi, các anh chị ạ. Chứ chúng ta thực ra là sau một cái phiên biến động ngày hôm qua là Hùng Lê cũng rất là hoang mang, nhưng cái câu chuyện là hoang mang ở góc độ nào và vì sao lại hoang mang, chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó, ai là người đạp thì sẽ chính những ông đấy sẽ kéo lên, các anh chị sẽ yên tâm là như thế. Dòng tiền của nhà đầu tư làm sao mà đạp được như vậy? Cái điểm đạp này có thể nó có một cái lý do, đó là ba phiên VN Index chênh vênh ở khoảng vùng 900 điểm, và cái câu chuyện nó cũng hoàn toàn tương tự như là khi VN Index gần về đến vùng 800 điểm thì đạp hẫng luôn về vùng 750 điểm, và cũng những cái phiên này cũng bị mất đấy, cũng mất 50 điểm các anh chị, cũng mất 50 điểm, và trong cái phiên này 900 điểm thì cũng đã mất 50 điểm, và thậm chí là còn mất hơn, sâu hơn. Đó là hôm nay là chạm vùng 8, mất 60 điểm, 840 điểm. Đó. Thì hai cái phiên đạp đó nó cũng hoàn toàn là tương tự những cái ý đồ tạo lập ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cả các ông tạo lập như vậy, đúng không ạ? Thì tôi sẽ đấy, trong tối ngày hôm qua, đúng không? Hùng Lê đã tìm, và cái vùng tạo lập mà chúng ta dự kiến để chúng ta quan sát ở đây đó là VN Index ở vùng 850 điểm và biên 840 đến 860 điểm ở đây. Đối với chỉ số VN Index, chỉ số VN30 đó, ngày hôm qua đúng không ạ, chúng ta đã đưa ra một cái mốc 785 điểm đến 800 điểm,
thì chúng ta hẵng cứ bình tĩnh. Nếu như gãy cái này thì chúng ta nói tiếp câu chuyện à thôi thế hết rồi, chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán, lỗ cũng phải bán, lãi cũng phải bán, đúng không? Bởi vì là chúng ta không có một cái hành động giữ lãi khi thị trường biến động. Các anh chị lưu ý, hành động giữ lãi khi thị trường biến động. Nhớ câu nói đấy của ông Lê và nhớ cái ví dụ ngày hôm nay của ông Lê, để chúng ta luôn luôn chủ động chúng ta bắt gà. Thì VN30 ngày hôm nay, đó các anh chị nhìn thấy cây nến rút chân này, đó chạm đúng 785, thậm chí là còn sâu hơn 785 một tí, sau đó tạo thành một cây nến rút chân ở cuối phiên và hút lên trên vùng 800 điểm, rất đẹp, rất đẹp. Và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VN30, đúng không, chúng ta sẽ có thêm những cái phiên để quan sát định lượng tiếp theo, và cái biên là như vậy, và cái điểm mà chúng ta quan sát VN ở khoảng vùng 793 điểm. 793 điểm. Đó là cái biên trung bình mà VN30 chúng ta sẽ test lại, có thể sẽ test lại ở đây. Còn đối với VN Index của chúng ta, đúng không ạ? Thì Hùng đã nói rồi, chúng ta quan sát biên 460, biên 460 đến xin lỗi cả nhà, 840 đến biên 860 và trung bình 850 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Đối với chỉ số VN30F1M thì sau một phiên lấp, gọi là sau một phiên gọi là hoảng loạn, đúng không? Thì quan điểm của Hùng là gì? Phái sinh sẽ về vùng hỗ trợ trong buổi tối ngày hôm qua. Đấy là những cái cột mốc, cột tiêu, đúng không? Cột tiêu để chúng ta nhìn à, như vậy là nó xấu đấy, và có thể là nó sẽ tạo gap ở phía ATO và nó có thể đạp về vùng 780 và căng hơn, đó là vùng 765, nhưng trên thực tế hôm nay là về đến vùng 780. Đó thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta có những cọc tiêu để chúng ta ổn định tâm lý, và những cọc tiêu đấy đến từ đâu thì các anh chị về với Hùng đi, chắc chắn là hay và vui đấy. Đấy là khẳng định luôn. Còn các anh chị không về, hay các anh chị chưa về, hay các anh chị tiếp tục theo dõi thì đấy là câu chuyện của anh chị. Hùng không có sao cả, không có ý kiến gì cả. Thì VN30 chúng ta sẽ có những điểm ngay từ hôm qua là dự kiến nó sẽ đạt về đây và về đến vùng 780. Thì chỉ số này bắt đầu ổn định và hút rất là đẹp lên vùng 805 điểm, từ 780 lên 805 là cũng tăng 25 điểm, và phái sinh thì gần như là đóng cửa cao nhất phiên. Thì với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì quan điểm của Hùng là thị trường chưa hết sóng, và khi thị trường chưa hết sóng thì phái sinh nó cũng chỉ là những cái tạo lập của thị trường. Phái sinh rồi các cái điểm mà đạp đạp như thế này chỉ là một cách để loại bỏ nhà đầu tư thôi, loại bỏ nhà đầu tư. Và với cái điểm 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 tạo cái cây nến như này thì có thể sang tuần là phái sinh sẽ có những cái điểm lấp lại một tí, và có thể có những cái điểm sọt ngắn ở đây trước khi mà kéo lên. Và tuần tới là một cái tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh. Đấy, câu chuyện đáo hạn hợp đồng phái sinh thì long hay là sọt thì theo như quan điểm cùng thì có thể đầu tuần sẽ trả lại cung phái sinh, và sau đó thì cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh là có thể lấp lại tiếp cái gap 850, tức là mục tiêu vẫn tiếp tục lấp lại gap 850. Và xu hướng ở thời điểm hiện tại thì quan điểm cùng là thị trường chưa hết sóng, đó là quan điểm. Còn chúng ta sẽ quan sát tiếp, và những cái phân tích định lượng của ông Lê có thể đúng có thể sai, các anh chị lưu ý như vậy. Và trên những cơ sở phân tích định lượng đó thì các anh chị đưa vào những cái quyết định đầu tư của mình. Ok chưa? Được chưa? Còn đối với phái sinh thì chúng ta phải phân tích ở trên cái chen M5. Hùng thường là Hùng đánh M5. Đó, và Hùng thường đánh M5 và quan sát được những cái điểm long short ở đây. Đó, kháng cự ở đâu, hỗ trợ ở đâu và những cái điểm đảo long ở đâu, thì cái này thì nó thuộc về kỹ thuật. Và các anh chị khi về với team của Hùng Lê thì vừa có rung lệnh, vừa có rung lệnh không chat ở đây, chúng ta có thể nhận các cái lệnh long short ở đây. Đó, long short ở đây. Rồi, có cái gì? Có những cái phân tích định lượng cùng với phái sinh. Đó, phái sinh ở đây. Thì những cái điểm mà phân tích ở như ở phái sinh ở đây để giúp cho chúng ta định lượng về cơ sở. Đó, ví dụ lúc phái sinh short thì cơ sở chắc chắn nó sẽ yếu hơn một tí, và lúc phái sinh long thì cơ sở nó sẽ tốt hơn một tí. Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Tuần tới sẽ là tuần có những cái nền móng, có những cái điểm tỷ bật rất là quan trọng, thì các anh chị cố gắng theo dõi thêm, cố gắng theo dõi thêm, và đặc biệt là đáo hạn hợp đồng phái sinh của tháng thì nó cũng sẽ rất là biến động. Thì đấy là những cái câu chuyện mà sẽ
sẽ rất là biến động ở trong thị trường tuần tới, nên là các anh chị chúng ta cũng phải luôn luôn chủ động trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.